từ tỉnh Hòa Bình. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hòa Bình ạ. Vâng ạ, xin chào anh Thành Văn và xin chào những người trong chương trình. Tôi đến từ Hòa Bình, tôi có một câu hỏi muốn nhờ bác sĩ Hải tư vấn, tức là con tôi nó bị cái bệnh rối loạn đông máu ấy, Dạ hai vâng. lần mang thai rồi thì đều bị hỏng cả hai. Vâng. Thế thì tôi cũng rất là lo và không biết là cái bệnh này có chữa được hay không, thì tôi cũng xem ở trên mạng thì tôi cũng thấy là nó cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà Vâng. thực hư thì không rõ thế nào, thì có biện pháp gì chữa trị không, thì tôi xin nhờ bác sĩ Hải tư vấn giúp ạ. Dạ vâng. Đây là con gái của chị à? Con dâu ạ. À, con dâu của chị. Vâng. Tức là về nhà làm dâu được bao lâu rồi hả chị? Cháu được gần 2 năm rồi, nhưng mà hai lần mang thai thì đều bị hỏng. Vâng, thế là mang thai được mấy tháng thì bị hỏng ạ? Là lần đầu thì 6 tuần và lần thứ hai là 10 tuần. Dạ vâng, thế là mỗi lần cách nhau bao lâu ạ? Mỗi lần cách nhau khoảng 3-4 tháng vậy. Dạ, 3-4 tháng. Vâng. Rồi, thế thì sau cái lần thứ hai đó thì cháu nó có đi khám để xem là cái rối loạn đông máu nó thì khi mang thai nó cũng phải chuẩn bị những cái vấn đề gì cho sức khỏe của mình chưa ạ chị? Vâng, lần thứ hai thì ra bệnh viện thì họ mới xét nghiệm thì kết À. quả là bị chứng rối loạn đông máu. Dạ Thì vâng. thực ra thì tôi cũng không dám hỏi trực tiếp, sợ nó buồn, cho nên là tôi cũng nghe nói thì mình cũng không rõ thực hư thế nào, thì cứ À. bảo là cái bệnh này nó khó sinh đẻ, với cả sinh con nó hay bị tật bẩm sinh ấy, Dạ cho vâng. nên là tôi cũng rất là lo, cho nên là hỏi chương trình, hỏi bác sĩ Hải tư vấn ạ. Rồi, thế xin lỗi chị, năm nay bao tuổi ạ? Tôi năm nay 65 rồi ạ. Dạ, thế đây là con dâu lớn của chị đẻ à? Hay là thứ ạ? Và tôi có một con trai thôi, thì cũng có một À, con dâu thôi. dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng. Bây giờ bác Vâng. sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn tất cả những cái thắc mắc chị vừa nêu nhé. Xin mời bác sĩ Vâng Hoàng ạ. Thúy Hải ạ. Vâng Vâng, ạ. xin chào chị ạ. Vâng ạ. Chào bác sĩ. Vâng, thực ra thì đúng là mình làm mẹ thì mình lo cho con quá chị nhỉ. Vâng. Nó mắc cái bệnh liên quan, tất cả những cái bệnh lý mà liên quan tới máu ấy ạ. Kể Vâng. cả tạo máu hay là chuyển hóa hay là cung cấp thì đều rất là phức tạp. Vâng. Và bạn này kể cả không mang thai đi chăng nữa, nếu đã rối loạn đông máu thì trong tất cả các cái hoạt động hàng ngày của bạn ấy phải rất là giữ gìn. Bởi Vâng. vì cứ bất cứ một cái va chạm, một cái chấn thương hay một cái tai nạn gì mà cần phải có đông máu ngay để cầm máu, không mất máu thì bạn lại bị chứng rối loạn đông máu thì nó rất là nguy hiểm ạ. Vâng ạ. Vâng, kể Vâng. cả khi chỉ cần có khi người ta đứt tay, người ta chỉ một chút là người ta cầm được máu ngay, nhưng nếu mình mắc chứng rối loạn đông máu thì có khi mình chảy máu mãi mình không cầm được, và tất cả những cái liên quan tới đông máu như thế thì nó đều ảnh hưởng tới việc cung cấp máu cũng như là những cái mà liên quan tới máu thì cháu đều khó Vâng. khăn chị ạ. Vâng. Và khi mà con, kể cả con có thai, cứ giá mà có thai bình thường đi chăng nữa thì lúc con sinh đẻ ấy, tức là cái lúc Vâng. đấy là cái lúc mất máu rất là nhiều, thì nó cũng là một cái hoạt động nguy hiểm tới tính mạng của con. Vâng. Bây giờ theo tôi thì thế này ạ, có lẽ là mình phải cho con đi xuống hẳn Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Vâng. để người ta kiểm tra cho con xem đấy nó là bệnh lý mắc phải hay là bệnh lý bẩm sinh. Vâng. Nếu như mà nó là mắc phải thì có thể là do trục trặc một cái vấn đề gì đấy mà nó gây ra cái chứng đó thì người ta Vâng. sẽ điều trị cho con được. Vâng. Còn nếu như mà nó là bẩm sinh nó bị như thế thì phải rất là khó khăn và con phải rất cân nhắc khi quyết định có thai hay không. À, Vâng ạ. Bởi vâng. vì như tôi đã nói với chị, cái chứng rối loạn đông máu là cái chứng có thể ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Vì Vâng. thế mình cần phải đi tìm xem là nguyên nhân nó ở chỗ nào. Nó Vâng. ở các cái thành phần tạo ra các cái chất tạo máu đấy, hay là nó ở tủy xương, hay là nó ở đâu đấy, mình phải tìm được cái nguyên nhân thì hy vọng nó mới có thể điều trị hoặc là dự phòng điều trị được cho con. Vâng. Trước mắt đi tìm bệnh của con trước đã chị ạ. Vâng. Sau đó thì dựa theo cái kết quả đấy thì mình sẽ tính tiếp cho con là cái đường hướng sau này nó như thế nào. Chứ còn Vâng. mỗi một lần con có bầu, mà con có bầu thì không khó, nhưng con có thai mà giữ khó như thế này thì nó là không những nó sang chấn về mặt sức khỏe mà nó sang chấn về mặt tâm lý của con rất là lớn. Vâng. Vâng, cuộc sống của con sẽ rất là vất vả. Thế cho Vâng. nên là theo theo tôi thì chị cho nói với chồng
cháu ấy là hai vợ chồng xuống viện huyết học truyền máu trung ương, cũng rất may là nó cũng tiện thôi, thì người ta sẽ kiểm tra cho mình thật là kỹ nhá chị nhá, để xem cái tình thực trạng của con nó như thế nào và có cái hướng điều trị như thế nào không. Sau khi tất cả mọi thứ ổn định rồi, có dự phòng rồi và người ta sẽ tiên lượng được là như thế nào thì lúc đấy mình mới quyết định là có thai tiếp theo hay không ạ. Vâng ạ. Rồi. Thế nhưng mà tôi hỏi là trong thực tế có nhiều người bị không ạ? Cái này nó tôi nghĩ là nếu xuống viện huyết học truyền máu trung ương có thể cũng sẽ gặp nhiều nhiều người ở đấy chị ạ. Vâng, người ta cũng không có được những cái điều tra dịch tễ học để đưa ra con số cụ thể là như thế nào, nhưng đấy cũng là một cái bệnh lý liên quan tới máu ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, chị đã nghe rõ rồi chứ ạ? Vâng ạ. Vâng, và hy vọng là chị sẽ đồng hành với các con trong cái cuộc chiến với bệnh tật như thế này. Động viên bên cạnh các con nhé. Xin chào chị, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hà. Xin chào anh và chào chương trình ạ. Vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Vâng, em chào ạ. Chào bạn. Vâng. Băn khoăn của bạn là gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Vâng, anh ơi cho em hỏi là bây giờ là trước khi em chưa lấy vợ đấy thì em có một đứa, một con với lại bạn của người bạn ấy. Bây giờ là cho chương trình này cho em hỏi là giờ nó phải làm như thế nào? Ô, bạn phải kể từ đầu câu chuyện của mình chứ, bạn thế thì kể thế thì chúng tôi biết làm thế nào mà tư vấn. Vâng, cụ thể là thế nào? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Đấy, em năm nay là gần 40 ạ. À, gần 40. Thế là xây dựng gia đình chưa? Em xây dựng gia đình rồi. Thế à, có mấy em bé rồi? Em có ba. Ba con. Thế bây giờ thì bạn băn khoăn điều gì? Thì là bây giờ là trước khi chưa lấy vợ thì em có con với người bạn. À, vâng. Rồi tóm lại là trước khi chưa lấy vợ, có con ngoài giá thú, à có con riêng với cả một cô bạn nào đó đúng không? Vâng. Và bây giờ Thành nghĩ là đứa ấy là nhiều tuổi chưa? Chắc là lớn. Đấy là 10 tuổi đấy. Thế là lớn hơn con đầu của bạn đúng không? Vâng. Rồi, thế bây giờ bạn mang con điều gì? Giờ mang cả mẹ lớn là con nó về nhà hay là thế nào? Ý là định thế nào? Giờ cho em hỏi là em muốn là chương trình này xem là cái cách xử lý của như thế nào ấy. Rồi, thế bây giờ mẹ con của cô ấy đang ở đâu? Bây giờ mẹ con của cô ấy là đang ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc? Hà Nội. À, Hà Nội. Ờ, và trong khai sinh của cháu ấy thì là có tên bố là bạn không đấy? Không ạ. À, rồi thế làm sao mà bạn biết là mình có một đứa con rơi như thế? Thì bạn ấy bảo thế. Bảo lâu chưa? Bảo từ lúc cái thời mà em chưa lấy vợ ấy. À, tức là từ sau khi mà có con với bạn xong thì cô ta đã thông báo với bạn là bạn có một con riêng rồi đấy. Nhưng mà từ lúc đó đến nay là lờ à? Vâng. Có bao giờ bố con gặp nhau chưa? Gặp rồi. À, thế là có đóng tiền nuôi hàng tháng cho con không? Em thỉnh thoảng em chu cấp. Thỉnh thoảng chu cấp, còn đâu là bùng đúng không? Vâng. Đáng lý ra là phải đóng tiền hàng tháng đúng không? Bây giờ thì theo ý bạn thì bạn định giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Quan điểm riêng của bạn đi. Quan điểm riêng của em là không biết là em nghe tiền học tiền hành với lại dự là đưa về thì em không đưa được về nhà rồi. Còn là theo thì hai mẹ con vẫn ở với nhau ấy. Bạn ấy ly hôn chồng rồi. À. Tức là sau khi có con với bạn là cô ta có lấy chồng đúng không? Lấy chồng trước ạ. À, lấy chồng trước nhưng không có con à? Ừ. Vâng. À, rồi. Thế là lỗi là do chồng cô ta không có khả năng có con à? Hay là đấy sao? Em không biết được. À, tóm lại chỉ có một đứa con duy nhất mà cô ta bảo đấy là con bạn trong khi cô ta đang có chồng rồi. Thế bạn đã bao giờ thử ADN xem đúng đấy, là đây là có phải là con mình không? Nhà bạn ấy, bạn thử ADN nhưng mà không phải con của người ta ấy. Người ta không nhận. À, tức là trong cái thời gian mà đang có chồng rồi, thế cô bạn gái bạn quan hệ là có chửa và cái anh chồng kia là phủ nhận đây là con của tôi đúng không?
và hai người đã ly hôn, nhưng mà từ lúc đó đến nay là bạn cũng không khẳng định chắc chắn 100% đấy có phải con mình hay không, đúng không? Bởi vì chưa thử xét nghiệm, đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, chào Thái Bình nhá. Dạ vâng. Cuộc sống hiện tại của em như thế nào? Vợ có biết quá khứ của em không? Dạ không ạ, không ai biết ạ. Cô có tốt không? Dạ, cũng tốt anh ạ. Thế hả? Rồi mới có 10 năm, 3 đứa con, bé nhất là mấy tuổi rồi? Đâu, ý là cô ấy là một đứa con, là em mới lấy vợ thì được 3 đứa con ạ. Ừ, thì đang nói là cái vợ chồng hiện tại, còn từ từ cũng nói đến cái cô kia. Vợ chồng em là bây giờ có 3 đứa con đúng không? Vâng. Mà vợ thì rất là tử tế, đàng hoàng, không nghi ngờ gì chuyện quá khứ của em và cũng không tra hỏi gì. Mình cũng chưa chia sẻ với ai trừ chia sẻ lên đài thôi đúng không? Vâng. Chưa biết. Thế em có sợ rằng rồi tới đây thì cả làng, cả huyện, cả tỉnh, cả nước biết không? Đấy, đấy rất là mạo hiểm nha em. Giá mà em gọi riêng bảo gặp bác sĩ Hải hoặc gặp anh Đinh Đoàn hoặc nói chuyện với Thành Văn chứ phát sóng lên là rồi cũng có phiền phức. Thế tất nhiên thôi thì chuyện nó cũng là chuyện quá khứ rồi. À, hiện nay cuộc sống em có vất vả không, nuôi 3 đứa con, làm ăn gì? Em bình thường đấy, em làm công nhân đấy. Ừ, rồi. Thật ra thì anh nghĩ thế này này. Giá như bây giờ cái cô gọi là cái cô người yêu cũ đi, cô ấy đang rất là khó khăn, cô ấy bị bệnh hiểm nghèo, hoặc là cô ấy giờ không đủ sức nuôi con, cô ấy gọi điện, cô ấy gây sức ép với em rằng là đấy con anh đấy, anh mỗi tháng anh phải chu cấp cho tôi phần nọ phần kia thì cũng được, thì rồi mình sẽ tính toán sau. Còn hiện nay cái chuyện ngày xưa ấy, thời trai trẻ chót dại chưa có vợ, đi quan hệ với một cô gái đã có chồng rồi đúng không? Ừ. Rồi sau đấy là cô ấy ly hôn chồng rồi, cô bảo là mình có con với người ta, xong bây giờ mình cứ chuyển tiền, mình cũng chưa biết làm sao, tất nhiên cũng tin nhau, ở đời tin nhau như là chính, nhưng mà thôi tin nó cũng phải có cơ sở đúng không? Cái thứ hai nữa là người các cụ vẫn nói rằng là ốc thì chưa mang nổi mình ốc thì đừng có mang cọc với rêu làm gì. Mình bây giờ đang có một cái hiện tại, đó là một người vợ và 3 đứa con, mà mình chỉ là công nhân thôi, mình cũng mệt đấy chứ đừng nói gì. Cho nên không có lăn tăn chuyện quá khứ. Nếu như cô vợ, cô bạn cũ cũng như đứa con của cô ấy đi, nó cũng không rơi vào hoàn cảnh lâm ly bi đát. Đã bây giờ cô đi lấy một người nước ngoài, cô muốn theo cái người đàn ông đi nước ngoài, cô muốn để đứa trẻ lại, mình mới đắn đo chuyện có đón về không này khác, chứ còn thì tốt nhất chuyện quá khứ hãy để tạm thời nằm yên đã. Đừng bới lên nhá. Thế còn chị sợ là bây giờ cô ấy đi lấy chồng thì sao? À, bao giờ cô đi lấy chồng cô báo em thì nó sẽ tính sao lúc ấy thì. Thế hai nữa là nếu có điều kiện thì mình cứ gặp gỡ con. À, biết đâu nó có cái linh cảm nào đó mình nhìn, ôi dồi ôi, à con trai em gái? Con trai. Con trai hả? Biết đâu gặp cái biết ngay, chả cần thử ADN, trông cái mồm, cái mặt, cái mũi giống bố như lột thì thôi. Thì lúc ấy biết đâu cái tình cảm cha con nó trỗi dậy, mình lại mong muốn rằng thôi chả gì đấy là cậu cả đấy. Nếu con trai là, nếu là con thật của mình là okay. cậu cả và cháu đích tôn của ông đấy đúng không? Của ông bà. Thế thì việc của em là cái này nó không khẩn cấp lắm nhá. Duy trì cuộc sống gia đình, cố gắng đừng để thế nọ kia, chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu như chương trình này phát lên đài, vợ có bảo rằng là có phải anh có thế nọ thế kia thì cũng chuẩn bị bài mà nói nhá. Thật sự ra đấy là lỗi lầm của thời trai trẻ. Rồi anh cũng mới biết thôi, rồi anh cũng không muốn là làm cho em đau khổ. Anh cũng chỉ áy náy trong lòng, anh nghĩ rằng là sớm muộn cũng sẽ có lúc anh sẽ chia sẻ cho em biết, vân vân. Đại khái là chứ không rồi lại chạy từ cái lăn tăn này sang một cái băn khoăn khác lớn hơn là chết đấy. Tập trung duy trì cuộc sống hiện tại, đi làm đi ăn lo cho 3 đứa con, có điều kiện thì gặp gỡ cái cậu bé kia, có xem có phải con mình, có cái sợi dây liên lạc nào mà tình cha con nó làm cho mình thấy rung cảm rung động không. Hai nữa là liệu cơm gắp mắm hoàn cảnh, mình cũng nói với cái cô trước ấy đi. Anh thật ra bây giờ thì đúng là anh không, rất là xin lỗi vì không lo gì được cho em và con. Thì một anh một nách 3 con và một vợ. Thôi thì thông cảm, ABC anh sẽ cố gắng là thỉnh thoảng qua lại thăm mẹ con. Thế và rồi tùy cơ ứng biến sau này nhé.
Vì thế này này, vợ hiện tại của mình nếu có biết thì cũng sẽ buồn nhưng mà cũng đỡ. Bởi vì đây mình không phải là ngoại tình, mà là mình cái hồi mình còn đang trai trẻ đấy, chưa lấy cô ấy là đã đi lang thang thế này rồi đúng không? Chứ dám mà lấy vợ rồi sau đấy mới đi với một người phụ nữ khác để lại đứa con thì đấy lại là ngoại tình gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà đây là tuổi trẻ nông nổi, đấy mình cũng có được cái đó để mình phòng tránh được những cái cơn mà gọi là giận của vợ hiện tại. Đấy, tóm lại thì không có nguy cấp gì cho nên không cần thiết phải làm nay ngày mai gì cả nhé. Biết đâu mai kia đến lúc mà thằng cu nó có người yêu, nó có muốn có vợ thì mẹ nó lại nói rằng là lúc này rất là muốn là ghi tên bố vào giấy khai sinh cho con để cái hôm cưới vợ để có bố có mẹ đứng lên trên sân khấu, lúc ấy mình có con dâu thì lúc ấy sẽ tính sau. Còn hiện giờ vậy thích quá. À, lúc ấy lại thích quá đúng không? Chả mấy đâu, nếu mà lại giống bố, bây giờ nó 10 tuổi rồi mà giống bố ngày là bố 18, 19 đúng không? Là rồi cũng chẳng mấy, rồi lại lên con dâu. Thế còn lại thì độ đôi 3 tuổi nữa là con nó bước vào cái tuổi bướng bỉnh đấy. 12, 13 tuổi dậy thì bước vào học cấp 2 quý hiếc thì có gì thì nếu không giúp được về mặt vật chất thì cũng nên... có sự hỗ trợ tinh thần trong cái việc là định hướng cho con. Ví dụ nó lêu, nó lỏng xong rồi nó cãi lại mẹ, xong nó không chịu đi học, nó chỉ muốn bỏ học để nó đi đánh giày bán báo để nó kiếm tiền chẳng hạn, thì mình cũng nên có những cái định hướng cho con cho nó đỡ vất vả nhá. Không chung tay được vật chất nhưng mà có thể là hỗ trợ chia sẻ về mặt tinh thần trong cái việc mà nuôi dạy con cậu bé nhá. Rồi, qua những cái chia sẻ của vừa rồi của anh Đinh Đoàn thì hy vọng là bạn đã xác định được xem là cái việc đối xử với hai mẹ con họ ra làm sao, đúng không? Bởi vì cái nền tảng quan trọng nhất của bạn lúc này vẫn là người vợ và ba đứa con chính thức của mình nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ vâng ạ, em chào anh ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em xin chào các anh chị trong chương trình. Rồi. Em muốn tư vấn giùm em là về hai câu hỏi ạ. Rồi, bạn nói đi. Dạ, câu thứ nhất của em là... Em năm nay thì 42 tuổi rồi, nhưng mà lúc em 36 tuổi là em đã bị mất kinh ngay. Tự nhiên kiểu như 7 tháng, 5 tháng, rồi 4 tháng không có kinh. Rồi. Thì em đi khám, có làm xét nghiệm hết rồi thì bác sĩ có nói em là bị vô kinh tứ phát. Rồi. Thì có chỗ em lại nói em là bị tiền mãn kinh sớm. Rồi. Và cái câu thứ hai là em muốn hỏi là em ly hôn là được 8 năm rồi. Thì em xin chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn tư vấn cho em là có nên đi thêm bước nữa không ạ? Anh Đinh Đoàn này vạch ra cho bạn thêm 3 bước nữa thì sao? Cái thêm bước nữa hay không để cho mình chứ. Mình không muốn Đinh Đoàn nên bảo kít lấy đi à? Rồi, năm nay 42 tuổi, đã ly hôn 8 năm, tức là ly hôn từ năm 34 tuổi. Và 8 năm nay là không có ý định là thêm bước nữa đúng không? Đột ngột một ngày đẹp trời, hôm nay lại trời Sài Gòn mấy hôm nay mát đúng không? Thì lại thấy là có nên đi bước nữa hay không? Nên đã nhấc máy và gọi đến cửa sổ tình yêu đúng không? Đặc biệt là 6 năm trước là bạn đã bị mất kinh rồi. Và trong cả 6 năm nay là không có một kỳ kinh nào diễn ra tiếp theo nữa à? Không, em cũng có đi hỏi thăm mấy các chị ấy, thì các chị ấy chị em đi hút thuốc nam uống. Thì em cũng đi hút thuốc nam em uống thì nó có, mà em không uống thì nó không có. À, và bây giờ là cứ khi nào uống thì có, khi nào không uống thì không có đúng không? Đến bây giờ vẫn mà thế. Nhiều khi uống cả mấy tháng sau mới có. Rồi, và sau cái lần khám cách đây 6 năm là không đi khám lại lần nào nữa à? Không ạ, em vẫn đi khám bình thường định kỳ hàng 6 tháng hoặc 1 năm em đi. Rồi, đi thế là bác sĩ có chẩn đoán nào khác ngoài cái chuyện vô kinh tứ phát là từ rất chung chung đâu? Có chẩn đoán cụ thể hơn không?
Dạ, lúc thì có chỗ bệnh viện thì nói em là em tiền mãn kinh sớm. Mà kinh của em nó ra nó xấu lắm ạ, nó xấu mà nó đen lắm. Rồi, thế là bạn có con chưa nhỉ? Dạ em, dạ cảm ơn anh, mai em cũng được ba đứa rồi. À, thế là lấy chồng bao nhiêu lâu thì ly hôn đấy? Dạ em, cuộc hôn em nhân thì kéo dài lấy bao lâu? chồng, thực ra thì em lấy chồng, em cưới 2003 nhưng mà em ly hôn, nói chung là xa chồng 11 năm nay rồi ạ. Rồi, thế tức là các con lớn chưa, ba đứa con lớn chưa và ở với ai đấy? Dạ, nói chung là ba đứa con ở với em nhưng mà mới năm ngoái thôi. Năm ngoái thì hai đứa lớn là đi qua ở với ba, còn bây giờ thì em nuôi đứa nhỏ. Rồi, thế ba nó lấy vợ không? Dạ có, ba lấy vợ, có con rồi. À, có cả con riêng với vợ mới rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế là đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ đứa lớn như em là 17 tuổi rồi ạ. 17, 18 tuổi rồi đúng không? Thế hai đứa lớn, thế là đứa nhỏ ở với mẹ là bao tuổi? Dạ đứa nhỏ là 11 tuổi ạ. À, cũng lớn rồi nhỉ. Rồi, thế là 11 năm nay là không có chồng. Và tức là sau khi mà sinh đứa thứ ba xong là chia tay nhau luôn à? Dạ vâng ạ, không. Thì lúc là sinh được 4 tháng thì ba đi xong rồi 4 tháng quay về xong rồi. Lúc đó ly hôn thì gần 1 tuổi ạ. Gần 1 tuổi là ba nó đi. Thực ra là chưa đến 1 tuổi hình như tòa không cho phép ly hôn thì phải. Vâng, tòa không cho phép ly hôn nhưng mà em thấy cái tình thế là em không giữ lại được cho nên là em ly hôn ạ. Rồi, bây giờ cái chuyện mà cái vòng kinh của bạn nó bất thường như thế thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn đầu tiên nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Ừ, chị chào em. Dạ vâng, em chào chị. Hiện nay thì em có khỏe không? Dạ em thì em lại bị mất ngủ xong rồi nói chung là em cũng không được khỏe, em bị thoát vị đĩa đệm đấy chị. À thế à, em làm nghề gì vậy? Lúc trước thì em làm công nhân nhưng bây giờ thì em ở nhà em bán nước uống. Ừ, thế thì cho nên là chắc thế nên hai đứa lớn nó phải đi về với ba nó đúng không? Còn à, dạ, mình không. Thì nuôi. Thì nói chung là hai vợ chồng nhà em thì cũng nói chung là ông cũng 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 hai vợ chồng đi vào trong này lập nghiệp cho nên là cũng 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 muốn cho con nó có tương lai cho nên là ông cũng hy sinh mà em cũng hy sinh. Thôi thế cũng được. Chị nghĩ là cái cuộc hôn nhân của em cho dù nó có thất bại đi nhưng mà nó khá là êm nhỉ. Nó không có những cái gì nó ta sang chấn mạnh nhất là đối với các con ý. Cho nên là cái tình cảm của mẹ cũng như là tình cảm của ba đối với các con nó không bị biến động nhiều. Như thế trẻ con nó đỡ tổn thương thì cũng đã là một cái rất là tốt đối với mình rồi. Em sau khi em ly hôn chồng khoảng 2 năm thì bắt đầu em mất kinh đúng không? Dạ vâng ạ. Em có nói là 34 tuổi thì em ly hôn mà. Sau đó thì năm 36 tuổi thì em bị mất kinh. Và như anh Văn anh nói với em ý, tức là vô kinh thứ phát thì nó chỉ là một cái nó gọi là một cái hội chứng, tên nó như thế thôi. Còn quan trọng nhất nó là nguyên nhân tại sao nó lại gây ra vô kinh thứ phát. Ví dụ nó có thể là do suy giảm sinh dục. Nó có thể là do các cái bệnh lý của buồng trứng, là cái nơi mà tiết ra các cái nội tiết tố sinh dục nữ ý. Hoặc là nó có thể là bệnh lý của các cơ quan ở bên ngoài nhưng mà nó lại tác động tới cái việc sản xuất ra nội tiết tố sinh dục nữ. Và khi nó bị trục trặc như thế thì nó sẽ làm cho cái việc tạo ra hành kinh hàng tháng của em nó có vấn đề. Chính vì thế là em bị vô kinh thứ phát. Thế nhưng cũng còn may một chút là chị thấy cũng còn có hy vọng. Tức là em cứ uống thuốc nam thì em lại có kinh đúng không? Còn khi mà mình dừng thuốc thì nó sẽ lại bị trục trặc. Thế thì bây giờ theo chị thì thế này. Thứ nhất là em 43 tuổi, bình thường những người 43 tuổi thì cũng có thể bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Nhưng mà mình nếu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh từ lúc 36 tuổi thì quả thật là hơi sớm. Và nếu như mình bị mãn kinh rất là sớm như thế thì nó sẽ có nhiều tác động xấu tới sức khỏe. Nó có thể đấy, ví dụ gây ra những cái bệnh lý về xương khớp mà trên nền một em đã bị thoát vị đĩa đệm, em đã bị những cái bệnh lý khác thì những cái nó sẽ tác động xấu hơn làm cho những cái bệnh nền của em nó sẽ khó hơn. Cái thứ hai nữa là những cái vấn đề liên quan tới tim mạch, liên quan tới
hô hấp liên quan tới các cái bệnh liên quan tới chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa chẳng hạn. Thì nếu thực sự là mình bị vô kinh thứ phát, mình không được điều trị gì hoặc là không tìm được nguyên nhân, không được hỗ trợ thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của em nhé. Thế yeah. theo chị thì thế này, năm nay mình cũng 43 tuổi rồi đúng không? 42 hả? Ừ. Yeah. Em vẫn phải quay lại bệnh viện chuyên về sản phụ khoa. Yeah. Em ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có rất nhiều những cái bệnh viện, ví dụ như là bệnh viện Từ Dũ này, bệnh viện yeah. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, yeah. những cái bệnh viện bình dân hoặc 115 chẳng hạn, những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện mà người ta có cái đầu ngành chuyên về sản phụ khoa rất là tốt. Cố gắng yeah. tìm đến những bệnh viện chuyên về sản phụ khoa. Bởi vì để tìm được cái nguyên nhân vì sao mà mình bị vô kinh thứ phát thì nó khá là phức tạp. Yeah. Đôi khi nó không phải chỉ là những bệnh lý của sản phụ khoa mà nó có những cái bệnh lý của cơ quan khác. Ví dụ như chị nói những bệnh lý về tuyến yên, những bệnh lý về tuyến giáp thì nó cũng có thể gây ra cái triệu chứng là vô kinh thứ phát như vậy. Nhá. Yeah. Ừ, yeah. cái cố gắng đi tìm xem nguyên nhân vì sao mà mình bị vô kinh thứ phát như thế để xem yeah. có thể hỗ trợ được cho em và cho nó chậm cái quá trình mãn kinh của mình lại nhé, thì nó sẽ tốt hơn. Thế và trong song song trong cái quá trình đấy thì mình vẫn phải lưu ý hết sức các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình, cố gắng là không căng thẳng, không stress, rồi là tìm hiểu thêm một số các cái kiến thức về dinh dưỡng, các cái kiến thức về luyện tập phù hợp với cái điều kiện của em, phù hợp với cái sức khỏe của em, để cho làm sao mình có một cái sức khỏe thật là tốt, cái thể trạng rất là tốt thì những cái bệnh lý khác nó sẽ bị đẩy lùi hơn nhá. Cố gắng đi tìm xem nguyên nhân vì sao như thế. Chứ còn thực ra bây giờ thì mình cũng bốn mấy tuổi rồi thì cũng không phải là quá cấp, bởi vì đáng lẽ mình phải làm cái việc đó từ lúc mình 36 tuổi cơ. Nhá. Ừ, nhưng thôi, cho dù như thế nào thì mình cũng cố gắng mình đi tìm xem là nguyên nhân vì sao để mà nếu có trục trặc ở bất cứ cơ quan nào mình sẽ được điều trị ở cơ quan đấy nhé. Về vấn đề sức khỏe thì bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Dạ vâng. Cố gắng đi khám để sẽ kiểm tra tìm xem nguyên nhân tại sao nó là như thế, từ đó mới có phương án điều trị thích hợp nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng. Còn vấn đề thứ hai mà bạn đang mong muốn đó là có nên đi bước nữa hay không, đúng không? Dạ. Thế trong 11 năm qua chia tay chồng, bây giờ mới đột ngột hỏi câu hỏi này à? Hay có lúc nào cảm thấy cô đơn và cũng nghĩ đến điều đó chưa? Không, thực ra thì em cũng ý thức được và em cũng rất sợ. Tại vì lúc đó em nuôi ba đứa nhỏ thì bố dượng với lại con của vợ ấy ạ. Rồi. Nên em cũng rất sợ cái điều này. Thì em cũng không nghĩ gì. Em nói chung là tất cả là nghĩ cho con. Rồi. Nhưng mà bây giờ thì hai con thì đã gửi về cho ba của nó rồi, đúng không? Vâng, thì bây giờ còn nói chung là thực ra thì chuyện cá nhân cũng có người ta thích, người ta thương em, nhưng mà em cũng từ chối rồi, mà sao em thấy người ta giống như người ta thương em á, thì em cũng không biết là mình bây giờ mình bệnh rồi, mình như vậy rồi, mình có nên hay không ạ? Rồi, tóm lại đang có một chàng trai theo đuổi bao nhiêu năm nay rồi? Dạ thì là cũng không phải một đâu mà cũng mấy người luôn ạ. Mấy nhưng mà người mà cái người ai mà theo đuổi lâu nhất là bao nhiêu năm, để tính họ kiên trì đến mức nào ấy? À, thực ra thì nếu mà có thì có cái anh kia gặp mà quen ấy thì cũng mấy năm, nhưng mà một thời gian anh đi đâu anh không mất liên lạc với em, xong tự nhiên bây giờ anh gặp lại thì cái anh cũng muốn có tình cảm với em, nhưng mà thực ra em rất sợ cái điều này. Rồi, rất là sợ và đang băn khoăn không nên không biết là nên tiếp tục một cuộc hôn nhân khác nữa hay không, đúng không? Dạ, dạ. Chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn sẽ tâm sự thêm với bạn nhé. Dạ vâng. Rồi, xin chào. Dạ vâng ạ, em chào anh. Dạ, em chào anh. Thứ nhất là về mặt nguyên tắc thì không ai ngăn cản mình có thể tiến đến bước nữa. Nếu mình để ý, mình thấy rất là nhiều bác, nhiều chị 60, 65, 70 vẫn có thể tiến tới, nếu như đấy là phù hợp. Trong trường hợp của mình thật ra thì mới có 40 mấy tuổi, con cái thì mình có rồi, đặc biệt là có hiện nay đang có cái trục trặc về cái chuyện đối tượng của mình sẽ phải là thế này. Việc đầu tiên là sẽ không dây dưa gì đến mấy cái anh đang có vợ hoặc là ly thân vợ.
những anh đấy cũng dễ thích mình lắm, nhưng mà thích theo kiểu là thấy mình cô đơn một mình, rủ đi cà phê rồi rủ nọ rủ kia, thì cái đấy mình phải kiên quyết nói không nha, để cho mình đỡ phiền phức. Việc thứ hai là cũng không tiến xa tới với một cái người nào mà người ta lại còn trai tân, hoặc là người ta rất là mong muốn được đến với mình nhưng phải sinh đứa con. Thì thật ra trong trường hợp của mình, dù mình có chữa được cái việc mà kinh của mình nó có ổn định, thì mình cũng 40 mấy rồi, cũng không phải là cái lứa tuổi tốt nhất để mà mình sinh con. Cho nên là đến với người nào đấy là người ta hoặc là cũng đổ gãy hôn nhân, con người ta cũng trưởng thành rồi, người ta hiện nay không có vợ, người ta thật sự thương mình, hai người nương tựa vào nhau như là hỗ trợ nhau, cũng mình cũng không cần phải là người ta bao mình, và người ta cũng không nhìn thấy ở mình phải là phải chu cấp cái gì đó, tức là tương đối độc lập, thì mình sẽ mở lòng mình ra. Chẳng gì mình cũng có một người bạn sau này, bởi vì con nhỏ nhất bây giờ đó là 10 tuổi, rồi con bao nhiêu cũng chẳng còn là con của mình nữa, lớn hay bé, trai hay gái, thì rồi các con cũng có cuộc sống độc lập của nó, mình không thể cứ đơn côi ngồi một chỗ như thế được, đúng không? Dạ. Cho nên là mình trong đầu mình xác định tinh thần là không khép chặt lòng mình, thế còn thì mở ra với ai thì đó là quyền của mình, cứ để vạn sự tùy duyên đi, nhưng mà mình sẽ khẳng định luôn là không liên quan tới những người, kể cả có cô đơn thì cũng không liên quan tới những người đang có vợ. Và hay là cho em ngắt lời anh một chút, là thực sự nếu mà ai mà có gia đình là em không bao giờ em quen đâu ạ. Tốt. Tại vì là em đã hiểu được cái đạo lý làm người. Nhưng mà có hai vấn đề ạ. Có hai người là hiện tại là có hai người, nhưng mà có một người là kiểu như vợ mất thì ở nuôi con cũng 4-5 năm nay rồi, nhưng mà lúc mà nói chuyện với em thấy nói chuyện là con bé nó hơi mập, thì em nghĩ là em xuống để em giống như là em cũng coi giống như con em, để em nói chuyện để gần gũi hơn á. Nhưng mà lúc em xuống em nhìn thấy là nó cái thái độ nó không có lễ phép đâu ạ. Giống như là nó nhìn nó thường, ví dụ như con nhà em dạy là nó nhìn thấy người lớn là nó chào thôi, nhưng mà con nhà cái anh đó là nó không chào em, nhưng mà em có thể là em mở lòng ra, mình người lớn mình rộng rãi hơn, mình hỏi nó trước, nhưng nó cũng không trả lời. Mà giống như cái kiểu như là nó rất khó gần, mà nó thái độ luôn, chứ tự nhiên em thấy em trùng chân luôn á. Thứ nhất em rất là rồi sợ, vâng. Thứ nhất là con gái, thứ hai nó lại được ba nó nuôi dưỡng khác hẳn với mình. Mình là người phụ nữ, mình gần gũi với con, mình ý thức được hơn. Còn bố thì mãi làm mãi ăn kiếm tiền nuôi con, và là con gái cho nên bố cũng không biết dạy dỗ thế nào. Đặc biệt là chưa có cái việc mà chuẩn bị công tác tư tưởng. Nói thế chứ nếu mà ba nó mà cứ thỉnh thoảng có bạn gái về, rồi ba nó cũng rất gần gũi với nó, nói rằng là một mình ba nuôi các con cũng đã rất là mệt mỏi, nhiều lúc ba cũng thấy cô đơn, ba cũng cần có bạn, rồi đây cô này là cô ấy là, giới thiệu là bạn đi, chưa gì cả, đúng không? Mình dẫn bé đi chơi rồi gần gần gũi gũi, nói chung là một cái quá trình chinh phục. Mình cũng đừng có thấy, chẳng có đứa trẻ nào mà vừa nhìn thấy bạn trai của mẹ hay là bạn gái của bố mà đã vồ vập tươi cười chào đón ngay đâu. Cho nên là đến với ai cũng sẽ có những cái rào cản nhất định. Nếu như thật sự mình thương anh thì rồi hai người cũng sẽ có cái lộ trình dần dần để mà chinh phục con bé thôi, không có được vấn đề ngại. Cơ bản nhất là mình có thấy có cảm xúc với anh hay không. Lâu lâu không gặp có nhớ không, ở cạnh nhau có thấy sao xuyến rung động trong lòng không. Bản thân anh ấy mình thấy đánh giá thấy tin cậy không, cái điều ấy là quan trọng. Thế còn con bé hay là về nhà anh ấy hay là không về nhà anh ấy, mình có thể xác định sau này hai đứa thương nhau, ở nhà mình được, ở nhà anh được, hoặc ở cả hai nơi. Thế rồi là thương nhau là điều quan trọng, còn lúc nào là đám cưới, lúc nào kết hôn thì là còn tùy, đúng không? Ví dụ thế. Nhưng mà đừng có cho rằng là thôi ở vậy. Vì mình... đúng rồi. Để em hỏi anh thêm một cái nữa là ý là bữa hôm anh ấy cũng mới đây là lễ Noel hả? Thì anh ấy cũng mời, nói chung là cũng tụi em thì cũng mới đó. Thì thằng em nó chơi với anh thì nó giới thiệu thôi. Nó anh ấy mời đi xuống nhà anh hai chơi vậy để là đi thăm cho biết thôi, chứ cũng chưa xác định. Thì em xuống thì anh ấy nói là mọi người ai cũng khen em á, mà chê anh ấy không à. Thì đó là với lại thứ nhất, là thứ hai này là kêu kêu có nên phải có phải cứ
làm cưới không anh? Sao tự nhiên em cảm thấy, em cảm thấy cưới em sợ. À, cho nên ban nãy anh có nói này, bây giờ là hai người, một bên trai thì không vợ, gái không có chồng, nếu thương nhau mà chân thành muốn ghép lại với nhau, người ta có nhiều cách thức để người ta chung sống với nhau. Các bạn hoàn toàn có thể quyết định là đăng ký kết hôn mà không làm đám cưới, hoặc thậm chí thôi thì cứ sống thử một thời gian, bởi vì thanh niên nó còn sống thử cơ mà, mình cũng lớn rồi, lâu lâu mới gặp nhau thì thấy rung động thế, xong về dọn về ở với nhau một năm mới thấy trời ơi không được, thì lúc ấy mình thôi ai nhà ai lại trở về nhà đấy thì nó cũng đỡ phiền phức. Chúng ta hiện nay đúng là thực sự hai người ở cái lứa tuổi với trong hoàn cảnh đến với nhau là chỉ vì tình cảm thôi, không còn mong muốn sinh con, vẫn không có phải lo chuyện chung lưng đấu cật mua nhà mua đất mua nọ mua kia gì nữa, thì thật ra cuộc hôn nhân nó cũng đơn giản, nó cũng gọn nhẹ, cơ bản nhất là có thích có quý nhau không thôi nhá. Nếu mà mình thấy có rung động, mình đừng có nghĩ quá xa, cứ mở lòng để tìm hiểu. Anh qua lại nhà mình thỉnh thoảng, mình xuống anh chơi, đi cà phê cà pháo, đi này khác đi, thế rồi dần dần mình mới thấy nó ấm áp trở lại được. Chứ còn thì trái tim của mình mười mấy năm nay nó cũng nguội nguội mất rồi, bây giờ mà làm được cho nó hồi sinh thì cũng mất vất vả đấy nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của các chuyên gia chúng tôi rồi chứ, xin chào bạn nhé. Dạ vâng, chúc em bạn chào luôn luôn dạ, gặp nhiều may mắn nhiều và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Vâng, em chào các anh chị trong chương trình ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em có câu hỏi cũng rất quan trọng. Vì chồng em là từ đầu năm đến giờ đi cặp bồ một cô công nhân làm ở đây. Rồi. Lúc đấy cũng già rồi, chỉ kém chồng em 2 tuổi. Rồi. Và cũng ngang hàng với chúng em là 43, 44 tuổi rồi mà. Rồi. Nhưng mà chồng em không biết là có phải bùa cô đấy không, mà cứ mê mệt cô đấy từ đầu năm đến giờ là cứ sang ngủ với cô đấy suốt, gọi là cứ bỏ mặc em ở nhà công khai, gọi là đi cặp bồ công khai ngay xóm bên thôi. À thế à? Em rất khó chịu và cũng chán. Rồi, chán thì bây giờ đã làm gì chưa? Từ đầu năm đến giờ cơ mà. Hay cứ cả năm vừa rồi là cứ chán thế thôi, chán để đấy à? Không, có em cũng và các con em, và ba đứa con em nói chung nó đi học về với bà cô đằng nhà, bên chồng nhà em ấy. Cũng sang bảo với cô đấy rồi, có cả chồng em bắt chúng ở đang chồng em đang nằm ở phòng của cô đấy rồi, rồi là cấm không được qua lại với các con em, cấm không được qua lại với bố đau, thì cô đấy lại chuyển sang phòng trọ khác. Phòng trọ mới này thì em không biết, thế nhưng mà gọi là cứ đi chồng em cứ đi mê mệt với cô ta rồi. Cô ấy có xinh không? Không, còn xấu hơn em ấy. Ôi thế à, mình tự nhận mình xinh đúng không? Vì là dân làng không, dân làng người ta cái giờ lớp đầu thì em không biết đâu, mấy cái ông bạn của chồng em ấy. Rồi, thì cô ta có chồng không? Có, chồng con ở quê, như cô ta nói tôi quê tận Tuyên Quang. À, còn của mình là, chắc là cái làng của mình là gần cái khu công nghiệp nào ở tỉnh Bắc Ninh đúng không? Em là khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh đấy. Đấy, thế xong là rất nhiều công nhân từ khắp các nơi là đổ về các làng của mình xây phòng trọ để thuê sinh sống đúng không? Vâng. Thế là chồng mình là người gốc địa phương. Vâng, gốc địa phương em. Đấy, chồng em thế là lượn quanh một vòng các khu công nghiệp và tóm là cô này. Và bây giờ lại cô ta nghiễm nhiên là mở cửa đón chào đúng không? Vâng, cô ta cũng có chồng có con rồi. Thế nhưng mà trọ là ở mình. Bây giờ trọ là ở mình đúng không? Ăn thế là gặp nhau thì chắc là xin số điện thoại của nhau, là bắt đầu từ đấy cứ đi suốt. Rồi, thế người ta cũng phải có cái lợi thế nào người ta thu hút được chồng mình đến chứ. Mà chồng mình có chân có tay là mò đến chứ người ta có gạ gẫm gì đâu, đúng không? Lỗi người mình nhà mình chứ. Cô này thì em cứ dạo em đến tìm hiểu phòng trọ cũ của cô ta thì bảo quanh hàng xóm thì nó cũng bảo là con này mọi năm cũng cặp với một hai người rồi. À thì người ta đang ở một mình thì là cô đơn, thì người ta cặp hết người này người khác thì chuyện bình thường. Đấy là quan điểm sống người ta, mình làm sao mình phê phán được đúng không? Còn ai chui vào giỏ của cô ấy lại chuyện khác nhỉ? Thế nhưng không biết là chồng em làm sao mà nó lại về làm là sao? Không chắc gì, là em nó cũng mê mệt cô ta từ đầu năm đến giờ. Đấy là
Nhiều khi là lỗi là do chính bản thân mình, chồng nó chán mình nó lại đi tìm chỗ khác sao nhỉ? Vâng, chắc là chán mình nên là dùng mặc dù chán là mình xinh hơn, đẹp hơn, khéo léo hơn chẳng hạn. Vâng, theo không, như hàng xóm nhận xét. Em thật là em đã lún, em đã nhịn bao lần rồi, rồi bao nhiêu lần nói với em là thôi thôi rồi, thế nhưng mà không thôi được. Và cũng hôm qua hôm kia cũng đi ngủ đấy liên tục mấy ngày, thì hiện tại ngày nay là cũng đi mấy ngày không về. Rồi, quan điểm của tôi nếu mà thì không thôi được thì cho đi luôn, chứ việc gì cứ phải níu kéo làm cái gì. Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Chào anh ạ. Rồi, xin chào. Khó chịu lắm không? Nói chung cũng khó chịu vực lắm, chẳng lẽ lại bỏ bỏ đi rồi lu lu chồng mình đây, nó về nó dừng dưng mình này. Nó coi mình như chết rồi đúng không? Nó lại đi với một cái cô mà lại còn già hơn mình, xấu hơn mình, mà lại cô kia còn đang có chồng chứ bảo là ăn cái gì. Thứ nhất là không có bùa mê thuốc lú nào nhé. Chỉ có là người ta khéo léo hơn. Thứ nhất là người ta cũ người mới ta. Người ta dù có thể già hơn rồi người ta cũng vất vả, thì làm công ty công teo phải ở nhà trọ nhà chiếc, nhưng mà người ta cũng xa chồng xa chiếc rồi, vớ được chồng mình thì đôi bên là đều là món lạ. Thế rồi người ta có thể là có kỹ năng, người ta biết cách làm cho đàn ông mê ly thích thú. Còn ông chồng của mình thì là một người trưởng thành rồi, nhưng mà đấy bất chấp thôi ăn vụng ăn trộm thì không nói làm gì, nhưng đây vợ biết rồi, ba đứa con biết rồi, rồi mà vẫn cứ ngang nhiên đi như thế thì phải nói là một người gọi là chìm đắm vào cái đó quá. Anh ấy còn không nghĩ đến chuyện rằng anh còn quay trở về hay sao nữa đúng không? Tất nhiên là anh là người mà thôi thì cũng không dám nói là không tốt đẹp hay là gì, nhưng mà thứ nhất là về phía mình ấy thì thấy mình hiền quá. Vâng, em cứ hiền quá, sợ vì chồng em ác lắm. Anh em mới nói hơ hởi nói là nó đe nó đánh, nó bảo là mày có cơm không tao sọc cho mày cái này, mày tao cho mày tan đời. Nó cứ đe là đâm đe chém em ấy. Vừa mới trưa hôm qua thấy ăn cơm đấy, có ba mẹ và hai vợ chồng mới, nó trưa hôm qua nó về ăn cơm, thế là hai vợ chồng ăn cơm với đứa con mà nó còn đổ trộn hết thức ăn vào nhau thành vào một bát ấy. Nó chút cái bát mì, bát thịt, bát cá vào nhau, nó quấy lên ấy. Nó kiểu như là nó đã đi thế về nó lại còn dở ương dở tóm ăn, lại là nó linh tinh. Hôm mẹ con em đang ăn cơm, nó nằm trong phòng, nó ra nó rót một siêu nước lã, nó đổ vào nồi cơm mới vào bát canh, kiểu nó cứ thái độ trêu ngươi trêu tức em ấy. Thế từ trước giờ thế hay từ ngày cặp bồ ông mới thế? Từ ngày cặp con này là cái thái độ ăn uống nó thế, còn từ trước đến nay thì ông này ông đánh em. Nói chung là em cũng cứ hoàn cảnh nếm nhịn vì con cái thôi, thế mà rồi. Chứ còn trước ông đánh em tàn nhẫn lắm, đánh đủ kiểu rồi. Nhưng mà em cứ làm sao em không bỏ được, em không có bản lĩnh bỏ ai mà. Rồi, thế thì em đấy. Em cứ bảo nuôi con đấy. Chúng ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới là đúng rồi. Chả có giá trị gì, nó đánh cho lên bờ xuống ruộng mà cũng chẳng dám bỏ. Vâng. Đánh cho như két trộn cả cơm với cám vào mới ăn mà vẫn được. Tức là chị hiện nay mình đang bị bạo lực gia đình. Bạo lực cả về mặt thể xác, về tinh thần và thậm chí còn bạo lực tình dục nữa. Trước mặt mình là đi quan hệ với người phụ nữ khác chính là làm cho mình đau khổ về mặt xã hội. Nói chung là bạo lực toàn diện. Nhưng người trong cuộc thì không thể buông được. Mình có tự chủ tự lập, có kiếm được cái gì ăn không hay là ông ấy nuôi? Em là người toàn tự chủ, thế anh mình em buôn bán sạp hoa quả, em loại về nhà chồng ấy, bố chồng mất sớm mẹ nó đi lấy chồng Trung Quốc, em lo từ đất từ nhà lên. Ông này thì chỉ đi xây rượu chè chơi bời hết. Thế cả vẫn là cứ okay, tiếc đúng không? Gái. Em phải lo, em là buôn bán mà em cũng kiếm ra tiền mà. Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Con em thì một đứa năm 2002 cháu học Đại học Quốc gia Hà Nội rồi. Các con nó có nói gì không? Chẳng hạn có những đứa con nó bảo là con là mẹ thì con bỏ bố lâu rồi. Hoặc là nếu không chịu được được thì mẹ bỏ bố đi. Có bao giờ các cháu nào nó chứng kiến mình ăn đòn xong rồi thì nó bảo thế không? Có rồi, con em với đứa con lớn thì nó cũng bị bố nó đánh rồi vỡ cả đầu, quăng đi cho cái chén vào đầu ấy. Rồi. Cả đầu ra chậm khá khâu rồi, em cũng thế. Bị thế rồi, con em thì thôi được rồi, biết rồi. Vâng. Tất cả đều quyết định hay không là ở bàn tay mình.
Một là vùng lên để giải thoát cho bản thân, mình buôn bán, mình kiếm được tiền, mình có nhà, mình có tiền, mình có con, sao lại cứ phải níu kéo bâu bám đến một cái người mà không có nghĩa, có tình, không có bội bạc. Giá như đợt vừa rồi, từ trước là sống rất là tử tế, trung lưng đấu cật với vợ, xây dựng nhà cửa rồi lo cho con cho cái, chẳng qua đợt vừa rồi nó có vướng vào mối quan hệ ngoài luồng, thì bà là có thể còn kiên nhẫn, còn có thể chờ đợi một cơ hội nào đó là quay đầu là bờ. Nhưng ông này thì bao nhiêu năm nay là một người vũ phu, và mình thì là nạn nhân của bạo lực gia đình. Giải thoát hay không là ở mình nhé. Bây giờ thì còn thèm cái gì nữa nào, còn muốn cái gì nữa. Mình có nhà, có cửa, có tiền, có con. Ông ấy đánh mà mình không làm gì được à. Trời, ông khật khà mà ông rượu say á, mình cũng phải có kỹ năng tự bảo vệ bản thân chứ, đúng không? Vâng, em lắm lúc em cũng bảo để định quyết định bỏ, nhưng mà đất nhà này thì chung hai tên vợ chồng, rồi con ba đứa con cũng đang là, chúng nó hai đứa con gái lớn, nhưng lại cần lấy chồng bỏ thì em sợ là con cái nó... Thôi thế thì chồng. tiếp tục, à. Nhưng mà lúc mà ông ấy đánh thì biết mà chạy chứ, ngồi nhớ mà quanh quanh quẩn quẩn, mà ông ấy điên lên, ông đập cho nhiều quá thì khổ thân mình ra. Chung sống với lũ thì phải có cái kiến thức hiểu biết nhá. Thế nhưng mà nếu mà giải phóng được thì là tốt nhất, đấy là phương án tốt nhất. Các con nó biết cả rồi, sĩ diện cái gì, mình cả đời bị bạo lực cái hàng xóm láng giềng tạm biết rồi, che được ai, giấu được ai đâu. Người quan trọng nhất là những đứa con nó cũng chứng kiến cái nỗi khổ của mình rồi, tiếc cái gì, đúng không? Thế còn nếu vẫn muốn thì cứ tiếp tục, nhưng mà nhớ là học cách kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Rồi. Các con nó lớn lên nó có cuộc sống riêng, mình ở một cái ông mà đánh suốt ngày thì mình phải biết là, thứ nhất phải biết chạy, thứ hai là biết kêu, thứ ba là phải biết tự băng bó bản thân nhé. Rồi, vâng, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh. Vâng, em cũng nghe rõ rồi ạ. Rồi, chào bạn nhé. Vâng. Chúc bạn hạnh phúc, mặc dù cái hạnh phúc của bạn rất là khó có thể đạt được. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. 77 tuổi đúng không ạ? Vâng vâng ạ. Rồi, bác băn khoăn điều gì đấy? À, tôi thì có băn khoăn cái điều thế này chú ạ. Vâng. Đang cái uống cái thuốc gọi là giúp bổ thận cáng dương, dạ, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý đấy. Rồi, thế là tại sao phải uống? Có nghĩa là tôi báo cáo với chú là tôi đi tổng đài trên đài chứng khoán Việt Nam này, nó phát sóng coi như là mỗi tuần hai buổi đấy, gọi là sống khỏe sống bổ ích đấy, thì tôi cứ nghe nó hàng nói là 20 phút đồng hồ. Ôi trời, ông 77 tuổi mà vẫn mong muốn là đến tận 20 phút đồng hồ cả. Tôi ngồi tôi xem mà nghe. Nhưng mà thì nghe thì một ngày có khi là chục loại thuốc thì sao, ông không mua hẳn 10 loại đi để uống thật luân phiên nhau cho nó hiệu quả. Không phải là tôi mới bắt đầu tôi mới thấy cái loại thuốc này thì người ta bảo là sống có ích thì là... Rồi, sống có ích thì ích là có nhiều cái để gọi là sống có ích, chứ đâu mỗi chuyện khỏe thận tráng dương thì thành có ích đâu. Vâng. Giúp con giúp cháu cũng là có ích, trồng rau nuôi gà cũng là có ích mà. Rồi tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi cũng là có ích mà, đâu có mỗi chuyện kia là có ích đâu. Thì luôn mất chuyện kia rồi coi là vô ích à, đúng không? Ông ấy đang nói chuyện thấy cái thuốc này có phải là thuốc không hay là thuốc giả? Tôi không can thiệp vào tên thuốc và loại thuốc nhá. Và tôi không phải là người tư vấn các loại thuốc để các cụ uống vào rồi là nghèo sớm nhá. Vâng. Ra là cái chuyện thuốc ra nhà làm sao thì cái nhà sản xuất họ tự chịu trách nhiệm. Cửa sổ tình yêu không tư vấn cái chuyện ý. Còn ở tuổi của bác 77 tuổi, tại sao mày phải uống thuốc này? Và lý do nào phải uống thuốc này thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bác ạ. Vâng, vâng, vâng ạ. Tôi chào bác ạ. Vâng, vâng, vâng ạ. Vâng. Năm nay thì bác 77 tuổi đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, bác có sức khỏe của bác có tốt không ạ? Vâng, sức khỏe của tôi thì bây giờ là chiều cao là 60, gọi là 1m69 mà cân nặng 65 cân thì không có, khỏe của tôi thì bình thường. Vâng, người bác rất là chuẩn rồi đấy ạ. Vâng, bác có mắc một cái bệnh nền gì không bác? À, tôi thì nói chung là đi khám định kỳ thì không mắc cái bệnh nền gì cả cô ạ. Vâng. Bác gái thì bao nhiêu tuổi ạ? Và xã nhà tôi thì làm ở đây này, năm nay mới có 65 tuổi thôi. Vâng, vâng, 65 tuổi, vâng. Tôi chưa hiểu cái khái niệm của bác là sống khỏe, sống có ích nghĩa là thế nào. Bác đang lo lắng về cái đời sống tình dục à? Không phải. Bác ơi, tất cả những cái sản phẩm đấy
nó sẽ là thực phẩm chức năng. Nếu như mà bác đi khám sức khỏe định kỳ, nếu như mà bác đi khám sức khỏe mà người ta không kê cái thuốc đấy, thì bác thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc theo đơn của bác sĩ. Bác có thể uống cũng được, nhưng trước khi uống bác phải đọc thật kỹ cái tờ hướng dẫn sử dụng ở trong hộp thuốc ạ. Chúng tôi không phải là nhà dược học, cho nên chúng tôi cũng không biết là cái thuốc đấy nó có bổ thận tráng dương, nó có cái sức khỏe gì để có thể bổ cho bác. Thì bác phải là tự là người tiêu dùng thông thái và bác đọc thật kỹ cái hướng dẫn sử dụng trước khi bác dùng ở trong hộp thuốc nhá. Quan trọng nhất bây giờ là bác rất là tốt, bác không có một bệnh nền gì, sức khỏe của bác, cả hai bác đều tốt. Vâng, mình có rất nhiều những cái hoạt động khác liên quan tới cuộc sống của mình. Bác cứ có sức khỏe tốt thì đấy đã là chất lượng lắm rồi, không phải lo gì đâu ạ, nhá. Vâng. Rồi, thế Lâm ra là đừng lạm dụng các cái loại thực phẩm chức năng nhá, bác nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin chào bác. Chúc bác có một sức khỏe thật tốt ở cái tuổi xế chiều này. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sóc Trăng. Alo, Sóc Trăng đâu ạ? Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Đến từ Sóc Trăng. Dạ vâng, rất vui khi được kết nối với chị. Tư vấn là tại gia đình cũng ly dị rồi, giờ ảnh đòi ở lại vậy đó. Rồi, thế là chị năm nay bao tuổi ạ? Dạ, năm nay 56 tuổi. 56 tuổi, đã ly dị chồng đúng không? Ly dị bao nhiêu năm nay rồi ạ? Dạ, mới có năm ngoài ạ. Thế ly dị xong thì ông ấy đi đâu? Dạ, cũng ở chung nhà. Thế là đông con nhiều cháu chưa? Ông nội, bà nội chưa? Ông nội, bà ngoại hết trơn. Thế à? Thế làm sao mà lại đến tuổi 55 thì lại tự nhiên lại đòi ly hôn vậy? Dạ, không phải, ảnh đi ra ngoài, có người ngoài rồi cũng kêu là bỏ đi rồi cũng sống bình thường lại, ổng không chịu. Nếu mà ổng chịu thì sẽ ly dị. Tóm lại là ly hôn với lý do là anh ta có cặp bồ bên ngoài, đúng không? Dạ, dạ. Sau cái thời gian cặp bồ bên ngoài thì là chị phát hiện ra và ly hôn. Dạ, hiện ra rồi cũng năn nỉ, kêu thôi bỏ đi. Cũng có thuyết phục đúng không? Nhưng mà ông ấy quyết tâm là thôi, vẫn phải bỏ để đi đến với tình yêu mới, đúng không? Nhưng mà tình yêu mới có vẻ không bền lâu, mới có khoảng một năm rồi lại quay về muốn ở với vợ, muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ với vợ, đúng không? Đúng không? Tôi phân tích như vậy có sai không hả chị? Dạ đúng. Rồi, thế thì tình cảm của chị với anh ấy hiện tại như thế nào? Thì cũng bình thường, nhưng mà ảnh kiểu như là cũng gia trưởng quá, cái gì cũng ép buộc nó. Tại còn tí tình cảm nào với ông ấy không, còn thương ông ấy không? Nói chung không có thương, cái tình nghĩa thì sống rồi nào tới giờ cũng kiểu từ cha mẹ đặt đâu rồi đó thì thôi. Rồi, thế là bây giờ ông ấy ở nhà mình thì là ăn chung hay là ăn riêng? Dạ ăn chung. Ăn chung, thế là có ngủ chung giường không? Dạ không. À, chắc là nhà rộng đúng không, mỗi người một phòng. Dạ, rồi con cháu nó có hùn vào cho ông bà không? Dạ có. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào Sóc Trăng nhá. Dạ, dạ, em chào. Rồi, dễ thương ghê cơ, ly hôn hơn một năm, vợ chồng vẫn ở nhà mình, vẫn ăn cơm chung, các cháu vẫn vui với ông bà có khi vẫn dắt bọn trẻ đi chơi đúng không? Chỉ có mỗi chuyện là không ngủ chung thôi. Mà không ngủ chung thì không nói lên điều gì cả. Rất nhiều đôi vợ chồng mà chẳng cần ly hôn, người ta cũng mỗi người một phòng để cho nó tiện, vì ở cái tuổi cao này rồi mỗi một người có những cái nếp sinh hoạt riêng, cho nên là hầu như cái cuộc sống của vợ chồng nhà mình không thay đổi gì nhiều lắm từ khi ly hôn đúng không? Dạ. Thế nhưng mà quên, có ra tòa đàng hoàng không? Dạ ra tòa đàng hoàng. Có quyết định của tòa là anh chị chấm dứt hôn nhân không? Dạ dạ có. Rồi, cái tờ có còn giữ không? Dạ còn. À vâng. Thôi nói thật chứ này, nghe giọng thấy thương lắm ấy, bởi vì là anh ấy thì có lẽ cũng 57, 58, 60 thôi đúng không? 64. Dạ, 6 mấy rồi. 66. 63, 64 gì rồi. Rồi, vợ chồng lấy nhau từ lúc mà bố mẹ đôi bên đặt đâu ngồi đấy, suốt mấy chục năm lấy vợ, rồi ở bên cạnh vợ, cùng với vợ sinh con, nuôi con, rồi dựng vợ gả chồng cho con lên ông lên bà. Rồi đến cuối đời lại có hơi đổ đốn một chút,
người ta cứ hay có cái câu là trẻ nết na, già hư hỏng, đến cuối cùng thì mắc lỗi, đến tới dẫn tới cái việc là bị vợ bỏ. Một người đàn ông tuổi 60, vợ bỏ, đưa ra tòa ly hôn cũng là một cái rất là tất nhiên anh ấy làm thì anh ấy chịu, nhưng mà cũng là một cái rất khổ của người đàn ông. Trắng tay đấy, con nào cũng là con của mẹ thôi. Thế còn bố, nếu mà bố mà không ngoan là các con nó cũng ghét, nó cũng khinh. Ông nội mà có cái gì đấy là các cháu nó cũng xa lánh. Mình cũng chẳng có tòa ngang dãy dọc, chẳng có ở nhà khác để mà đi mà ở. Cuối cùng ly hôn nhau rồi vẫn cứ phải quanh quẩn ở với nhau. Tôi nghĩ nếu chị còn một chút tình cảm, và tất cả không còn tình cảm thì có tình thương, tình nghĩa, cộng với lại những cái quen của quá khứ, và hơn nữa ông ấy đã bắt đầu có vẻ cải tà quy chính, muốn quay đầu là bờ, thì nên tạo cơ hội. Người ta bảo rằng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Một con người có lỗi lầm nhưng mà người ta cũng vẫn bao giờ cũng xét đến hoàn cảnh, xét về công lao, đóng góp. Thế và tội nó cũng còn được giảm nhẹ một chút mà, lấy công chuộc tội. Thế nhưng mà bây giờ chỉ có điều thế này này, mình cũng chẳng cần phải tuyên bố rằng là bây giờ chúng tôi về với nhau. Mình cũng chẳng cần phải đưa nhau đi đăng ký kết hôn lại làm cái gì cả, lại làm rành rang, lại làm rước dâu hay là đón dâu hay lên xe hoa, không cần. Mình cũng không cần phải công bố gì, cứ duy trì cuộc sống như hiện nay. Để làm gì ạ? Để thứ nhất là này, anh ấy cũng chẳng có gì mà mất, vẫn ở trong nhà, vẫn chơi với các con, vẫn có chị, vẫn có cuộc sống bình thường. Thế còn cái chuyện mà vợ chồng ngủ với nhau hay là có quan hệ hay không, thôi thì tùy cơ ứng biến. Hôm nào anh ấy đòi mà mình thấy cũng chả mất gì, mà mình cũng thích thì cho anh ấy đi. Gấp người ngoài người ta còn xin nhau, đây lại còn là đã từng sống với nhau mấy chục năm, đúng không? Thế nhưng mà không nhất thiết là phải đăng ký kết hôn lại. Để làm gì ạ? Để mình còn dọa. Này, ông bây giờ ông phải sống tử tế, tôi chấp nhận. Là thương ông đấy, tôi tạo điều kiện cho ông là sống trong gia đình cùng với vợ con, không có đuổi ông ra ngoài. Nhưng mà thứ nhất là chịu khó làm việc nhà cùng với tôi, thứ hai là không quát nạt gia trưởng, thứ ba là nghiêm cấm không có mối quan hệ ngoài luồng. Tôi chỉ cần phát hiện một lần nữa thì xin mời không còn ở trong nhà nữa mà ra gốc cây ở, ví dụ như vậy. Và mình luôn luôn cầm cái tờ kia đó mà. Bây giờ mình sống với nhau bằng nghĩa, bằng tình, không sống với nhau bằng tờ giấy nữa. Thế thì nhưng mà vẫn giữ tờ giấy để làm cái gọi như là cái vòng kim cô, nếu mà thỉnh thoảng ông mới có cái hư là mình dơ ra đây nhá, nhớ nhá, mình bây giờ là không còn là vợ chồng, tôi hoàn toàn có thể mời ông ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, vậy là được, đúng không? Vâng, hãy mềm lòng lại, hãy tạo cho mình một cơ hội, né một chút cho anh có một lối đi mà mình cũng được vui ở cái tuổi già, có vợ có chồng, có ông có bà, nhưng mình phải không cam chịu như trước nữa, vì hiện nay mình đang có ở một cái thế thắng, tức là mình có quyền tha thứ cho ai và có quyền không chấp nhận hoặc là trừng phạt ai, đúng không nhá? Chứ còn bây giờ mẹ bảo các con là bố mẹ muốn lấy nhau lại, làm đám cưới lại đi thắp hương tổ tiên, cáo với tổ tiên thì không cần thiết đâu. Mình sống với nhau, thật ra năm nay cũng ngót 60 rồi, trời cho sống 100 tuổi thì chỉ 40 năm nữa thôi mà nhá. Ngắn lắm. Em cũng muốn tha cho ảnh, nhưng mà ảnh cứ đổ thừa cho tại em không à. Anh ấy đổ thừa mình cứ giơ tờ giấy dọa nào. Thế bây giờ có muốn đổ thừa không? Có muốn ra trưởng không? Muốn quát không? Em dạ, anh mời anh ra khỏi nhà ngay. Em làm đơn thưa mới là anh ký giấy. Em nói từ đâu ra mà nó như vậy? Không nhắc lại lỗi lầm cũ. Tóm lại bây giờ tôi với ông không còn là vợ chồng, nhưng vì nghĩa vì tình chúng ta duy trì cuộc sống hiện tại. Như thế đối với ông cũng là rất là tốt rồi. Người phụ nữ khác như tôi, người ta có thể đi bước nữa thì ông còn lấy chỗ đâu mà quay về. Ví dụ như tôi lại vớ được một ông Việt Kiều ở đâu, hoặc là một ông bạn cũ ngày xưa học cùng, bây giờ ông ở trên Sài Gòn, ông ấy đại gia, ông ấy đón mình lên Sài Gòn mình ở thì tôi buông ông lâu rồi, đúng không? Rồi. Mình có cái mạnh của mình một tí nhá. Rồi, hy vọng những lời chia sẻ vừa rồi của anh Tinh Đoàn sẽ giúp ích cho chị ít nhiều, và chúc chị luôn luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tâm học Tinh Đoàn. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội.
À vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Anh băn khoăn điều gì vậy ạ? À, tôi muốn hỏi chương trình và bác sĩ giúp tôi cái ạ. Vâng. À, hiện nay là năm nay tôi 60 tuổi, như cái chuyện tình cảm vợ chồng bác sĩ ạ. Vâng. 2 năm nay rồi. Cái dân số nó không cương được một tí nào bác ạ. Thế à? Nó ngoẻo hẳn à? Vâng, gần như thế bác sĩ. Thế à? Thế là 2 năm nay là ở chỉ có mỗi có chức năng là giải quyết nhu cầu đi tiểu thôi à? Vâng ạ, nó gần như thế bác sĩ. Nếu lúc nào báo cáo bác thông cảm là nếu lúc nào nhìn thấy vợ mặc quần sóc hoặc là mặc áo ngoài trời thì sướng lắm bác ạ. Nhưng muốn vồ cắn ngay, nhưng mà bác sĩ nó không cương được. À, tức là đầu nên mình thì thích nhưng mà cái chỗ dưới thì nó lại chả đáp ứng được. Như con sâu hơi trỗi dậy tí thôi. Rồi, thế là vợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà tôi năm nay 56 ạ. Thế à, bà ấy vẫn còn trẻ lắm, hừng hực lắm ấy. Ôi rồi bác ơi, còn ngon lắm ạ. Bà vẫn đòi hỏi nhiều đấy ạ. Rồi, thế vẫn còn đòi hỏi nhu cầu nhiều à? Thế là lên ông nội, ông ngoại chưa? À, cảm ơn bác sĩ, tôi được 4 cháu nội rồi ạ. Thế à, rồi thế khổ thân, tức là 1 năm nay hay 2 năm nhỉ? Gần 2 năm bác sĩ. Gần 2 năm nay thì anh đã bao giờ đi khám chưa? Thế băn khoăn như thế thì phải đi khám, thì anh đã đi khám chưa? Báo cáo bác sĩ, quả thật là tôi có cái bệnh nan y là 3-4 bệnh. Đó là... Đây, báo cáo bác sĩ là 2 năm nay, hơn 2 năm nay là tôi mổ cái bàng quang. Sau khi gần 2 năm nay thì tôi lại mổ cái thận, khối u trong gan. Thì là khối u nằm ở dưới gậm mật, cắt ra túi mật. Thế sau khi được 2 tháng, bác sĩ hồi người tạm tí. Thì tôi tưởng nói là anh bác sĩ là may là sống lại. Thì nó lại đau trái quá bác sĩ ạ. Rồi. Lại đi về xuống viện 103 mổ tiếp. Đấy, thế thì từ ngày mổ về thì nó thật bác sĩ là nó khỏe được. Thì là sinh hoạt với vợ tháng được lần. Đấy bác sĩ ạ. Thế nhưng gần hơn 1 năm thì để báo cáo bác sĩ là coi như là thôi rồi. Thế bây giờ anh còn phải dùng thuốc gì không, hàng ngày không? Không, bây giờ thì cả hàng ngày thì tôi huyết mỗi ngày một là một viên huyết áp và một viên kháng virus và 2 viên bổ gan. À, và bổ gan bởi vì đã từng là mổ u ở gan đúng không? Vâng ạ, đấy một rồi, viên còn... kháng virus và gan và 2 viên thuốc bổ. Rồi, thế là cái hồi trước mổ bàng quang là do làm sao? Viêm à? Không đái được bác sĩ ạ. Không đi tiểu được á? Vâng ạ. Thì đấy là cái gọi là tiền liệt tuyến chứ nhỉ? À, vâng, đúng rồi ạ. Vâng, thế lại nhầm sang bàng quang, 2 cái nó khác nhau. Vâng, đấy, tôi nói là cái đi ái đấy. Vâng. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem 2 năm nay tại sao nó cứ ngoẻo dần từ nó tịt thản nhá. Mời chị Hải ạ. Vâng, chào bác sĩ Hải ạ. Vâng ạ, chào anh ạ. Vâng ạ. Tôi thấy giọng của anh vẫn rất là tốt ạ. Vâng. Có nghĩa là cái tình huống đấy đối với mình có vẻ là xấu rồi, nhưng mà cái rất may là cái tình cảm vợ chồng cũng như là cái gia đình của anh nó cũng khá là ổn cho anh, cho nên nó chưa đến nỗi bi đát lắm đúng không? Vâng. Và tự mình cảm thấy là nó hơi bất ổn một chút thôi. Vâng. Anh có nhiều vấn đề mà nó lại liên quan tới cái cương dương anh ạ. Vâng. Vâng. Thứ nhất là cái bệnh tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì nó cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái rối loạn cương dương như của anh. Vâng, có thể bây giờ thì như anh mô tả với anh Thành Văn thì có thể gọi là liệt dương rồi. Vì nó không có ngọ nguậy được một chút nào, đúng không ạ? Vâng. Thì có thể nó là biến chứng của tăng huyết áp, hoặc là tăng huyết áp nó có biểu hiện ở cơ quan sinh dục vì nó liên quan tới cái việc cung cấp máu và liên quan tới cái vận mạch của cái dương vật. Dạ vâng ạ. Xong anh lại thêm bệnh của tiền liệt tuyến. Mà tiền liệt tuyến thì nó cũng là cái cơ quan nó liên quan tới việc sản xuất ra tinh dịch, rồi là liên quan tới một các cái nội tiết nữa. Cho nên nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Tuy nhiên thì theo tôi thế này, anh ở Hà Nội cũng rất là tiện. Vâng, hiện nay thì anh đang theo dõi các cái bệnh mãn tính ở bệnh viện 103 phải không anh? Dạ vâng ạ. Vâng. Anh sang khoa Nam học anh khám luôn đi. 103 cũng được anh ạ. Vâng vâng. Vâng, khoa Nam học của bệnh viện 103 cũng được. Cũng vâng, vâng, khá là tốt. Vâng. Thế thì khi đợt tới này khi đi khám tăng huyết áp hoặc là khám các cái về bệnh lý về gan chẳng hạn thì anh sang xin với cả bác sĩ là cho tôi sang khám ở khoa Nam học luôn nhá. Vâng. Để các bác sĩ người ta sẽ tìm nguyên nhân xem là vì sao mình bị như vậy. Liệu có phải là bệnh lý tại chỗ của cơ quan sinh dục hay không? Hay là bệnh lý từ cơ quan khác của tăng huyết áp hoặc là những cái tác dụng phụ của các cái thuốc kháng virus nó gây ra cái như vậy? Thì từ đó thì mới có thể tư vấn cho anh được hoặc là điều trị cho anh được nhé. Vâng.
Và cho dù như thế nào thì như thế thì tôi nghĩ là hy vọng là cuộc sống của mình nó cũng không bị xáo trộn rất là nhiều. Vợ may quá, vợ năm nay cũng năm mấy tuổi rồi. Một vài năm nữa thì bà ấy cũng mãn kinh và nó sẽ phù hợp cùng với mình nhá. Vâng, nó có thể thiếu hụt một chút thôi nhưng mà còn nhiều yếu tố khác để có thể duy trì cái cuộc sống của nhà anh được. Là bây giờ hàng ngày tôi vẫn uống thuốc như thế thì bây giờ tôi uống cái thuốc lá cây mát có được không ạ? Lá cây mát là những cái thuốc mà để cho nó mát gan này rồi là cho nó tăng sức đề kháng vân vân đúng không anh? Vâng, nhưng anh lưu ý một chút là bởi vì mình có vấn đề về gan và gan là cái cơ quan nó thải độc. Cho nên là khi mình uống bất cứ cái gì thì mình phải cân nhắc rất là kỹ. Vì nếu như mà mình uống những cái lá, những mà mình không rõ nguồn gốc chẳng hạn, hay là những cái lá mà mình uống mà nó có tính độc mà gan nó bị ảnh hưởng như thế, mình lại đang uống các cái thuốc để kháng virus thì anh nên cân nhắc cẩn thận, không có là vô tình là lại làm hại cho gan đấy ạ. Nhá. Vâng, những cái lá đấy thì tôi không rõ là ở hiệu thuốc Bắc hay là ở dân gian. Thế nếu như mà ở hiệu thuốc Bắc mà anh có muốn uống thêm thuốc Nam ấy ạ, thì khi đi lấy những cái lá hoặc là những cái thuốc đấy thì anh phải khai với bác sĩ, khai với các cái thầy lang là tôi đang có những cái bệnh như thế và tôi đang điều trị như thế để người ta cân nhắc khi mà lấy thuốc cho anh nhé. Rồi, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ rồi chứ? Từ tỉnh Đắk Lắk. Dạ, em ở Đắk Lắk anh Đình em rồi. Ừ, rồi. Hôm nay em gọi điện đến cho chương trình thì cho em xin hỏi tư vấn của bác sĩ ạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi đi. Em hôm nay 40 tuổi, em bị chẩn đoán bệnh nặng rồi mặc tử cung cách đây hơn 10 năm về trước ạ. Rồi. Em đi ra bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị và về có sinh được bé thứ hai ạ. Rồi. Hiện nay cháu cũng đã 10 tuổi rồi. Mà khi đây 2 tháng thì cái bệnh lạc nội mạc tử cung của em nó đau lại em. Ừ. Thì em có đi khám ở cái phòng khám sản ở Đắk Lắk thì bác sĩ ở đấy họ kê cho em uống thuốc tránh thai á. Ừ. Mà em uống thuốc tránh thai thì về uống thuốc thì nó người nó cứ buồn nôn với mệt mỏi lắm ạ. Ừ. Em có điện cho bác sĩ thì bác sĩ nói là đấy là tác dụng phụ của thuốc thì em cứ cố gắng uống. Ừ. Thì em uống được một tháng rồi ạ. Thì cái chu kỳ kinh vừa rồi thì nó đỡ đau hơn đấy. Ừ. Nhưng mà uống thuốc tính ra nó cứ mệt mỏi như vậy thì em muốn hỏi với bác sĩ là em có nên tiếp tục điều trị cái lạc nội mạc tử cung bằng phương pháp uống cái tránh thai này hay không, hay là phải đi khám ở cái tuyến cao hơn đấy ạ. Rồi bây giờ đang ở Đắk Lắk hay là đang ở ngoài Hà Nội? Em ở Đắk Lắk anh ạ. Rồi, năm nay bốn mấy nhỉ? Em 40 anh ạ. À, 40 tuổi, có 2 con rồi đúng không? Con thứ 2 là 10 tuổi. Vâng ạ. Và cái bệnh mà như bạn trình bày là lạc nội mạc tử cung ấy, thì chắc là từ hồi trẻ, từ hồi mới dậy thì đến nay đều thế đúng không? Nói chung là em không biết là bệnh đấy, nhưng để em lấy chồng cho em đẻ con luôn thì đến lúc đi khám muốn sinh lại con thứ hai ấy, thì em không sinh, em mãi không có bầu đấy, thì em mới đi khám thì bác sĩ bảo em bị bệnh đấy ạ. Rồi mà cái bệnh ấy thì tôi nghĩ là mỗi lần đến tháng thì nó đau dữ dội lắm đúng không? Hôm trước kia thì nó không đau anh ạ, thì khi mà mình bây giờ 2 tháng gần đây thì là bạn lại thấy đau dữ dội và cái bệnh ấy lại tái phát đúng không? Mặc dù là bác sĩ cho uống thuốc tránh thai để điều hòa cái chuyện đó, thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến tác dụng phụ, đó là chóng mặt, nhức đầu, rồi là hoa mắt, đúng không? Như kiểu là mang thai đứa thứ ba ấy, nhỉ? Vâng. Có vẻ mong muốn đứa thứ ba hay sao cười tươi thế? Dạ, không phải em thì em không muốn có, em dùng biện pháp tránh thai khác rồi, nhưng mà em vẫn là em sợ là bây giờ em tuổi cũng 40 rồi, em sợ uống cái thuốc tránh thai đấy mà có tác dụng phụ như thế nó có tốt hay không. Rồi. Sợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Em sức khỏe tốt không? Nói chung là em sức khỏe tốt chị ạ. Thế à? Thế em làm nghề gì vậy? Em làm giáo viên chị ạ. Được rồi. Tại chị nghe giọng em chị cứ tưởng tượng ra là rất là gầy ấy, mỏng manh ấy. Em không gầy đâu chị ạ. À không gầy hả? Ừ. Em bị lạc nội mạc tử cung thì em có bác sĩ có nói cho em là nó lạc ở đâu không?
nó lạc ở tầng sinh môn đấy chị. À, nó lạc ở tầng sinh môn hả? Vâng. Ừ, đấy, thế nó mới phức tạp chứ, giá mà nó lạc ở thân tử cung hay là nó nằm làm ở trên ở cái chỗ mà có thể phẫu thuật được thì người ta có thể phẫu thuật cho em. Tuy nhiên thì ở tầng sinh môn, và bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có chỉ định là sẽ xử lý cho em không? Okay, cách đây 10 năm là bác sĩ cho em uống thuốc phụ lạc cao với dạng nước đó chị. Ừ. Và em uống sau điều trị thì nó hết đau, với lại em sinh được bé thứ hai ạ. Ờ, thực ra cái lạc nội mạc tử cung ấy thì nó có thể đến ở bất kỳ vị trí nào mà nó thích. Và đúng là như anh Văn anh nói ấy, là mỗi một lần đau bụng, mỗi một lần hành kinh thì nó rất là đau. Nó đau bụng lắm, nó đau, nó làm mình rất là khó chịu. Và thường là những cái mà nó ở những cái vị trí thuận lợi thì thường người ta cũng hay có nhiều trường hợp là người ta phải điều trị ngoại khoa, tức là người ta phải can thiệp để người ta xử lý cái chỗ lạc ấy đi thì nó mới ổn. Tuy nhiên của em chị nghĩ có thể là cái vị trí nó cũng khó. Và năm nay thì em 40 tuổi rồi đúng không? Vâng. Ừ, chắc là bác sĩ ở Đắk Lắk người ta cũng muốn là người ta sẽ điều trị, gọi là điều trị nội khoa cầm cự cho em, chờ cho đến khi em mãn kinh. Vâng. Khi mà em mãn kinh ý, em hết hành kinh rồi, cái buồng trứng của em nó không sản xuất ra các cái nội tiết tố nữa, thì cái lạc đấy nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ teo dần đi. Và vâng, em sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đúng là uống thuốc tránh thai ấy, thì đấy là phương pháp điều trị nội khoa. Và tác dụng phụ của thuốc tránh thai nó có thể làm có rất nhiều tác dụng phụ. Thậm chí nó có những cái người, có nhiều người người ta buồn đau đầu, buồn nôn, chướng bụng, thậm chí là tăng cân. Nó làm cho người ta rất là khó chịu. Chính vì thế mà điều trị kể cả áp dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc cũng phải có chỉ định của bác sĩ sản phụ khoa, chứ cũng không được tự ý để mà về để dùng. Hy vọng là em điều trị nội khoa được thì nó sẽ rất là tốt. Chờ cho đến khi mà mình mãn kinh ý, nó sẽ teo dần đi và em sẽ không phải là mổ xẻ gì hết. Trong 1-2 tháng đầu có thể có cái tác dụng phụ của thuốc, và đến khoảng 2-3 tháng sau, 3-4 tháng sau thì các cái tác dụng phụ này nó sẽ giảm dần đi, vì cơ thể mình nó sẽ thích nghi với cả cái việc đó, thì em sẽ thấy dễ chịu hơn nhá. Và khi đã dùng thuốc tránh thai hàng ngày thì thứ nhất là phải tuân thủ đúng với cả cái hướng dẫn của bác sĩ, thứ hai là phải uống đúng với cả hướng dẫn của nhà sản xuất nhé, đừng quên viên nào. Và khi quên một viên thì làm sao, hai quên thì làm sao, tức là quên đến ba viên thì phải như thế nào. Tất cả những cái này bác sĩ khi mà người ta kê cho em, người ta sẽ dặn cho em rất là kỹ và em phải làm rất là đúng. Và khi đã áp dụng biện pháp tránh thai, khi đã áp dụng cái biện pháp điều trị nội khoa bằng dùng thuốc tránh thai thì em có thể sẽ không cần phải áp dụng biện pháp tránh thai khác nữa. Bởi vì là dùng cái thuốc tránh thai hàng ngày này thì cái tác dụng tránh thai của nó cũng khá là cao nhá. Em lo rất là đúng đấy, bởi vì sau khi mà mình đã sau 35 tuổi, thậm chí là 40 tuổi rồi thì dùng thuốc tránh thai hàng ngày ấy, thì người ta thấy cũng có nhiều những cái vấn đề mà mình phải cân nhắc. Tuy nhiên thì đây là cái phương pháp mà mình không phải áp dụng từ xưa đến nay, mà bây giờ mình mới áp dụng. Và thứ hai nữa, nó không phải là biện pháp tránh thai mà đây là thuốc điều trị của cái lạc nội mạc tử cung, tức là cái phương pháp điều trị nội khoa, cho nên là mình hoàn toàn có thể yên tâm và không phải lo lắng gì nhiều đâu. Một vài tháng nữa, nếu như mà cái tác dụng phụ này nó giảm dần đi, cơ thể em thích nghi được dần với cả thuốc, thì em có thể yên tâm điều trị cái lạc nội mạc tử cung bằng cái phương pháp này. Thế còn nếu như mà các cái triệu chứng nó tăng lên và nó làm cho em rất khó chịu, thậm chí là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của em, thì lúc này em sẽ nói thêm với cả bác sĩ mà điều trị cho em ý, để người ta sẽ tư vấn thêm cho em nhé. Rồi, mà tôi nghe phần đầu cái cuộc trao đổi này thì thấy rằng là bạn đang dùng thuốc tránh thai hàng ngày để làm có tác dụng điều trị cái lạc nội mạc tử cung và vẫn sử dụng một biện pháp tránh thai khác nữa thì phải. Mà nếu cái biện pháp tránh thai khác nữa là thuốc thì thực sự là hai loại thuốc tránh thai cùng một lúc là rất là nguy hiểm khi hàng ngày mình uống đấy nhá. Có loại này thì đuổi thôi loại kia ngay nhá. Xin chào bạn. Cảm ơn chương trình nhiều ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thế Hải. À,
anh chị trong chương trình càng ngày càng nhiều sức khỏe để tư vấn cho toàn thể bà con nhân dân ạ. Rồi, nhưng mà bác sĩ bảo là cứ đợi đấy để 10 năm nữa mới mãn kinh thì rõ ràng là cái cuộc chiến này cũng hơi lâu đấy nhỉ. Thế biết đâu 2-3 tháng nữa khi mà cơ thể nó điều tiết được tất cả cái loại thuốc vào người thì nó sẽ giảm đi thì sao nhỉ? Hy vọng như vậy. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Quảng Nam. Dạ, em chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. À. Chào bạn. Dạ, cho em có một câu hỏi nhờ chương trình cho em bật lực khuyên á. Tại vì em cuộc sống của em là 20 năm. Em ở với người chồng này 20 năm nhưng mà người này có cái tính là ở trong nhà thì khác, nhưng mà ra ngoài đường thì ai cũng khen hết, ai cũng khen là tốt hết. Thế à? Rồi ở trong nhà thì cái tính là gia trưởng này, rồi ganh tị với vợ, bảo thủ gia trưởng lắm. Nhưng mà em càng sống thì em vì con mà em càng sống thì em càng khổ. Mà đến bây giờ thì năm nay em 42 tuổi nhưng mà em cứ suy nghĩ là nếu mà mình ở nữa thì mình càng khổ nữa. Cho nên là em cứ em bỏ em đi. Bỏ chưa? Em giờ em, bỏ dạ, chưa? Em không biết làm sao. Bây giờ bỏ chưa? Dạ em bỏ em đi về quê dạ. À bây giờ là bỏ chứ không phải là ly hôn đúng không? Dạ, em chỉ bỏ đi về quê thôi. Rồi, thế chứ con cái thế nào? Đi. Dạ con thì em nói là hai đứa con, đứa thì học đứa 18 tuổi, một đứa thì học 14 tuổi. Nhưng mà em kêu con em về ở nhưng mà con em không chịu ở với ba. À, tức là hiện tại thì cuộc sống hai đứa con em vẫn ổn, vẫn lo. Rồi. Nhưng mà em thì ở không được. Dạ. Rồi. Thế là ba con hắn ở cùng với ông bà nội hay là ở riêng? Dạ, ở riêng một cái nhà, tại vì cái nhà đó là hiện tại là hai vợ chồng ở nhưng mà ở nhờ người em thôi. À, rồi cũng chả có tài sản gì nếu mà chia tay nhau đúng không? Dạ, không có. Thế mà mẹ thì anh Dũng là bỏ đi, các con thì nó không theo mẹ, nó ở với bố. Chứng tỏ là bố đối xử với con cũng rất tốt, mà hiện tại là đang chăm sóc hai đứa con đúng không? Một đứa 18, đứa 14, đúng không nào? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, chồng thì rất tốt bên ngoài, nhưng về đối xử với vợ thì có vẻ mà khiến vợ không hài lòng đúng không? Dạ, nhưng mà em vô thì mọi chuyện là để em lo hết. Nhưng mà em đi ra ngoài là anh ta lo. Thành ra là em đâm ra là cái gọi là cái vai trò của mình ở ngoài xã hội, khi mà người ta gọi là cặp vợ chồng thì bị lu mờ trước người chồng của mình quá chỉn chu đúng không? Dạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào đâu nhỉ? Đắk Lắk à? Dạ, em ở Quảng Nam. Quảng Nam. À, Quảng chào Nam, xin chào Quảng Nam. Ơi, anh không nghe, em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em 42, chồng em 48 nhỉ. À cũng còn trẻ, 42. Hai đứa con, trai gái cả chứ? Dạ, đứa trai, đứa gái. Ồ tốt quá. Còn cái nhà mà ở đấy là ở thuê, ở nhờ của đứa em của anh ấy đúng không? Dạ, ở nhà chú đó thì cho em nói kỹ tí là tại vì từ khi mà cái thôn đến giờ là chồng em làm cho em chồng. Thì có một cái lời hứa là nếu như mà sau này á có nhà cửa thì sẽ cho chồng em, hai vợ chồng em, nhưng mà nói thôi không có giấy tờ, chỉ cho ở nhờ thì em không chịu, em ngồi lại em nói chuyện là bây giờ của anh hay như thế nào, hoặc là mình về quê mình làm cái nhà, chứ còn ở như vậy là em không chịu. Thì anh chồng em mới sáng thì em nói không nói gì hết, tối á là nút rượu vô bắt đầu cầm con dao với cái đồ là dọa, đưa vào cổ em dọa nếu mà lên tiếng hay như thế nào thì sẽ lấy mạng đồ này kia, nhưng mà nói nhưng mà không dám làm. Nhưng mà em thấy nói chung là ở không được. Tức là anh ấy thì tin em trai mình, cái hứa hẹn dạ, rằng là cứ làm hết lòng cho em rồi mai kia cái nhà này sẽ trở thành nhà của anh đúng không? Dạ đúng. Và rồi, anh ấy cũng tin rằng chẳng nỡ gì khi ông em ấy hất mình đi đâu, bởi vì anh ấy đã làm rất là nhiệt tình cho em. Còn dạ, mình thì mình cũng mong muốn cho nó ra môn ra khoai rõ ràng đi. Nếu cho thì cho, mà sang nhượng thì sang nhượng, bán rẻ thì bán rẻ, nhưng mà phải là tên để sang vợ chồng mình đúng không? Dạ, dạ. Ai cũng có cái lý của mình. Dạ.
Lương anh bây giờ làm có được kha khá không? Một ba bố con có tự nuôi nhau được không? Dạ, nói chung là từ ngày xưa đến giờ là em không biết đồng tiền của chồng em. Khi mà em có mặt ở chung mà không ăn chung, không nói chuyện, không gì hết. Nhưng mà anh chồng em thì em nói ra tòa ly dị nhưng mà chồng em không nói. Chồng em nói là đi đâu thì đi. Rồi còn tiền anh làm gì, anh nuôi con hay như thế nào là tự anh gia trưởng vậy đó. Không bao giờ mà... Tóm lại là mình, anh ấy không đưa tiền cho mình, nhưng nếu mà mình mà có đi ra khỏi nhà thì anh vẫn lo được cho con hết. Dạ đúng rồi. Còn nếu có mặt mình thì anh ấy không đóng góp gì đấy. Dạ đúng rồi, đổ hết. Cái gia trưởng vậy đó. Thế nói bây giờ mình về ngoại là ở đâu, cách xa cái chỗ bố con nhà nó không? Dạ xa, chồng em ở Sài Gòn, còn em ở ngoài Quảng Nam vậy. À, tức mình bỏ Sài Gòn để về Quảng Nam. Dạ. Trời ơi, thế xong rồi mình dự định là đi để cho nó nguôi giận rồi mình lại về Sài Gòn, hay là dự định, hay là bế tắc quá thì cứ đi về đã rồi chưa tính đường ra làm sao? Dạ em có tính đường lui, là trước khi đây là em có nói chuyện là về để chăm mẹ em một thời gian rồi xong rồi em vô lại. Ừ. Nhưng mà em nói thôi, nhưng mà em chưa chắc thì em đã vô. Nhưng mà em nhờ con em nói là mẹ về chăm bà ngoại xong rồi bà ngoại khỏe rồi mẹ vô. Ừ. Thì chồng em mới nói là cút biến luôn, không có cần, không có nói nhiều, không có, tôi không muốn gặp mặt bà đó lòng vòng. Nhưng mà ly dị thì không ly dị. Nhưng mà rồi, tính toán hẹp hòi với em đó, mà em ở càng thật ở càng ra ly dị hay không ly dị. Đến ngày em ở 20 năm mà trong tay em vẫn không có một cái gì hết. Ừ. Thì em lo hết. Đó là lý do ly dị hay không ly dị không quan trọng nữa. Con thì vẫn còn đấy, nhà thì nhà ở nhờ của chú em, tiền thì mình chẳng có. Dạ. Cho nên ký giấy ghi nợ, ly hôn thì cũng chẳng có gì để mà chia đúng không? Hai đứa con thì nó tự nguyện nó ở Sài Gòn với ba nó chứ, nó không về Quảng Nam rồi. Dạ. Anh nghĩ mình cân nhắc đi. Xem là ông ấy có được cái điểm nào thật sự tốt không? Ông ấy có nhậu nhiều không? Dạ, ngày nào cũng uống rượu. Thế xong là nhậu đứa có đánh vợ đánh con nhiều không? Dạ dọa thôi, nhưng mà có một lần gần đây nhất là em bị trúng gió, em ngã em xỉu đổ mồ hôi rồi em kêu cứu. Ừ. Thì chồng em mới thấy em như vậy, cái đóng cái cửa chốt lại ở trong luôn, không có ra dòm, hay lỡ em chết thì cũng mặc kệ luôn. Cái thành ra từ cái chỗ đó cái em bất mãn, rồi em chán nản, rồi em nói là nếu như mà mình tới 50 tuổi thì như thế nào. Cái em bỏ em đi gì. Thế ở trong Sài Gòn ngày xưa thì em làm gì? Em chỉ thua chồng em thôi, nhưng công việc của em bán hàng, em bán mì quảng này, rồi em đi làm công nhân, em may việc tiếng, rồi em làm. Nói chung em cũng cố gắng lắm, em làm mà rồi em làm vẫn không được gì hết. Em ở với anh này là không được gì hết, em nghèo mà em không có một đồng tiền dư nào hết. Bây giờ em về như nào. Em về Quảng Nam ngoài mà mẹ ra thì còn ai nữa không? Dạ em ở nhờ nhà của mẹ thì cũng như nhà của Úc á. Em trai nó đang ở cùng với mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi ở lại với mẹ một vài ngày đi, chăm mẹ đi. Thế xong rồi anh nghĩ thế này này, mình còn sức khỏe mới 40 đúng không? Dạ, 42 ạ. Ờ 42. Hai đứa con nó tuy là nó theo ba nó, nhưng mà bởi vì nó cứ nghĩ đến chuyện đang ở Sài Gòn hoa lệ rồi phố phường đông vui, bây giờ theo mẹ về quê với ngoại ở Quảng Nam là chúng nó sợ đấy. Yeah. Em còn sức khỏe, em còn sức trẻ, em chẳng làm nọ thì làm kia, vào đấy làm tiếp mì quảng, làm tiếp. Em cần không ở được chỗ đó thì em thuê một cái nhà nho nhỏ, vừa làm tiệm vừa là chỗ ở. Mình làm sao mình tự lập tự chủ, có tiền dần dần mon men đứa con nó sẽ ra. Ôi má thuê nhà ở giữa quận nhất hay giữa quận năm, má cửa hàng của má đông lắm, đông khách lắm. Các con nó thấy rằng là nó đi theo mẹ. Thế và ông ấy thấy rằng trời ơi, ở kia thì cũng nhà thuê, mình ở đây cũng thuê. Thế thấy túm lại là hãy trở lại Sài Gòn, ít nhất là cái nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm, mình cũng quen với làm ăn rồi. Hai nữa là cũng là được cùng có cơ hội để mà gần con nó quay đi quay lại. Chứ còn thì, và cũng là thoát được cái chuyện là ông ấy đánh đập. Rõ ràng ông không để xông đến cái chỗ mà mình đang ở một mình thuê, mình kinh doanh, mình bán. Nếu mình phát triển lên, mình có thể thuê một em bé nữa, một người nữa làm phụ với mình. Biết đâu đến lúc mình 5 năm sau mình làm chủ của một cái tiệm gì đấy nổi tiếng thì sao, đúng không?
vất vả một chút nhưng khẳng định bản thân cái việc mà mình bất lực quá, bỏ đi về quê cũng chỉ là tình gọi là giải pháp tình thế thôi, để cho mình nó nguôi ngoai, nó đỡ bực, nó đỡ uất, nó đỡ tức thôi. Nhưng mà về lâu dài không thể ở đây được. Dạ. Không lẽ lại đi kiếm mấy công ruộng để cấy, hay là đi, đi đánh cá, hay là cứ phụ ở đó được. Về chơi một ít bữa thì các em nó cũng quý, mẹ cũng thương, nhưng mà thấy bỏ cả chồng cả con ở Sài Gòn về quê ở, rồi mọi người lại nghĩ hay mình làm sao đến nỗi phải trốn, đúng không? Dạ. Ừ. Thôi cứ ở đây chơi thêm vài bữa nữa, xong rồi chắc mình cũng có người quen, đúng không? Mình trở lại Sài Gòn, mình xây dựng một cuộc sống mới đi. Dạ. Nhá. Dạ, cảm ơn chương trình. Rồi, điều quan trọng nhất đối với bạn lúc này là nên ở gần các con, đặc biệt là cái cô bé, đúng không? Con thứ hai là con gái, đúng không? Con gái 14 tuổi rất cần mẹ bên cạnh. Như anh Đoàn vừa chia sẻ, bạn đã đào sâu bén rễ ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì nên tận dụng cái khả năng làm việc của mình, cũng như mở quán của mình để có thể xây dựng cơ nghiệp. Mà lúc ý thì có khi là anh ấy lại mon men về ở cùng ba mẹ con ấy nhá. Xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Alo, chào anh. Dạ vâng. Vâng. Hình như bác lớn tuổi rồi đúng không ạ? Vâng, báo cáo với anh là này, trong năm nay tôi 76 rồi. À thế ạ. Rồi. Nhưng nó có một điều này này. Nhìn chung mọi mặt là thoải mái mà. Vâng. Thế sức khỏe thì nó ổn định, không có vấn đề gì. Tốt quá. Tiểu đường, huyết áp không có vấn đề gì cả, vẫn thể thao vui chơi rồi. Đấy, kể cả hát hò làm thơ thế à? hai ông bà thì về hưu cả rồi. Vâng. Đấy, con cái đó, hai trai hai gái thành đạt, cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết rồi, nhưng đúng. Nhưng có điều này sức khỏe rất tốt, đánh cầu lông, hoạt động thể thao một mảng tới, nhưng riêng con năm kia là sau khi mổ cái tuyến tiền liệt mà rồi u tuyến tiền liệt ấy, thì về thì là coi như là tự nhiên sau thời gian coi như là nó tức là nó như hết mực ấy. Rồi, nhưng mà cái độ cương cứng thì rất tốt rồi, cương cứng rất tốt, khỏe đấy. Nhưng mà này khi mà tiếp xúc mà các bà ngoài 70 rồi, nhưng mà bà vẫn khỏe lắm, bà cũng thể thao, cái độ cương cứng thì rất tốt nhá. Rồi, tóm lại độ cương cứng thì rất tốt. Rồi. Mặc dù là bác là 75-76 tuổi rồi đúng không? Thế nhưng mà đến lúc mà hoàn thành nhiệm vụ ấy thì tinh trùng thì nó có vẻ như là cạn mực như bác nói đúng không? Nó có ra được giọt nào không? Ừ, có khi thì ra được, có khi nó chỉ có gọi là ít tí tí tăng cường. Có nhiều lần đại đa phần là nó không ra được. Rồi. Nhưng mà cảm tưởng như là nó ra được ấy. Cảm tưởng thì lúc ấy là mình xuất rồi, thì xuất nó có thể là có tinh trùng, có tinh dịch. Thế nhưng có lần thì lại thấy chỉ có khi sờ đầu thấy ướt ướt thôi đúng không? Thử nghiệm ngay bên ngoài, tức là ngay cả thử nghiệm bên ngoài xem nó thế nào, thế nhưng coi như nó cũng chả thấy đâu. Mình tự mình ấy mà. Rồi thì nó cũng không thấy gì cả, đúng không? Không thấy gì, nhưng mà cái độ cương cứng lại rất tốt. Rồi bác cứ khoe độ cương cứng làm cái gì? Ừ, nhưng mà nó lại cảm mực lại cả. Bây giờ cái độ cương cứng của bác thì nó cũng chỉ để thế thôi, chứ thực ra chất lượng thì nó còn đâu đấy, nó càng ngày nó càng sụt giảm thế còn gì nữa, đúng không? Ừ, cứ khoe cương. Ồ, 76 cương vẫn là bình thường, cụ 82 chương trình trước vẫn cương bình thường mà. Bác còn cố gắng phấn đấu 6-7 năm nữa cơ, bằng cụ 82 cái số trước chúng tôi vừa sản xuất xong nhá. Rồi, chứ 76 cũng bình thường. Rồi, thế bây giờ là cái có mỗi chuyện là tinh dịch và tinh trùng. Thế tại sao là sản lượng nó ít đi đúng không? Thế cái tiền lý tuyến là cắt phén đi rồi à? Chứ còn nhìn chung là gia đình ông bà là thoải mái, tình cảm. Rồi, không phải khoe nhiều bác ơi, khổ. Đó. Thế thì là tiền lý tuyến là cắt trọn gói rồi à? Nó mổ, tức là mổ nội soi đấy. Thế xong là nó xẻo đi hết rồi, bác sĩ sẽ thanh quyết toán hết rồi đúng không? Ừ, thì sau về một thời gian, tự nhiên tức là trước khi mổ ấy, một thời gian mổ ấy, nó có u tuyến tiền liệt nhưng mà nó vẫn bình thường.
Dạ, dạ thưa ông không, rằng không. Là cái tuyến tiền liệt đó là cái nơi sản xuất ra cái chỗ mà ông đang nói ít đi đấy nha. À. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bác. Vâng, xin chào bác. Chào bác sĩ ạ. Vâng. Tôi cũng nghe câu chuyện của bác với anh Thành Văn rồi ạ. Vâng. Thứ nhất là phải chúc mừng bác, bởi vì là bác cũng 76-77 tuổi rồi mà bác sức khỏe của bác rất là tốt. Vâng. Thứ nhất là anh phải rất là vui mừng bởi vì anh không có một cái bệnh nền gì. Và sức khỏe của anh, kể cả đời sống tinh thần cũng như là vật chất và các cái vấn đề khác của anh rất là tốt. Hiện nay rất nhiều người mơ ước được như anh mà không có. Vâng. Thế mình phải rất là vui về việc ấy. Vợ bảy. Vâng. Vợ 72 tuổi rồi mà vẫn rất là tích cực hoạt động, rồi trông vẫn rất là yêu đời, thích tham gia các cái hoạt động thể thao. Phải nói là anh rất là hạnh phúc rồi. Mình không phải lo nghĩ gì về vấn đề khác. Thứ hai nữa là bác ơi, bác phải lắng nghe chứ. Bác sĩ đang tư vấn cho bác. Thế mà bác sĩ khen cái sức khỏe của bác một câu thì bác lại bổ sung thêm ba câu khoe mạnh hơn về sức khỏe của mình nhá. Lắng nghe xem bây giờ hướng điều trị ra làm sao. Đấy là bệnh nặng đấy, không nguy hiểm đấy, không phải gì đâu. Vâng, phải tập trung thứ từ đầu đến cuối. Thứ hai nữa là cái mà anh cứ khoe từ nãy đến giờ ấy, thì đấy là một cái mà rất nhiều người không được đâu. Đấy chính là anh không hề mắc bệnh rối loạn cương dương nhá. Nhiều người ít tuổi hơn anh mà còn không cương được như thế. Cho nên là mình đừng có đặt nặng cái vấn đề đấy ra nhiều làm gì. Và cái quan trọng nhất là cái tuyến tiền liệt ý, là cái nơi mà nó sản xuất ra tinh dịch. Là cái mà anh cho là mực ý, thì nó lại được sản xuất chính là ở cái tuyến tiền liệt đấy. Vì thế khi mà mình bị u xơ tuyến tiền liệt mà nó có ảnh hưởng tới cái chức năng đi tiểu của mình, hoặc là những cái vấn đề nó chèn ép vào các cái cơ quan xung quanh, mà người ta đã phải có cái chỉ định là mổ nội soi cho anh để giải quyết cái tuyến tiền liệt đấy đi. Thì bên cạnh cái việc mà nó giải quyết được cái vấn đề mà nó ảnh hưởng tới cái chức năng khác của anh, thì nó lại có một cái rất là dở, tức là nó không sản xuất được ra cái tinh dịch nhá. Vâng, một trong những cái yếu tố mà tạo nên cái thành phần mà người anh gọi là mực ý. Chính vì thế mà bây giờ ấy, theo tôi ý, có lẽ anh cũng không cần quan tâm gì tới cái chuyện đó. Bởi vì hiện nay á, anh có đi khám ở đâu người ta cũng không giải quyết được cái vấn đề là đổ được mực ở đâu ra cho anh. Cho nên là vui lòng với nó, bằng lòng với nó và tập trung cải thiện sức khỏe của mình. Mỗi lần mình thực hiện được cái việc quan hệ tình dục mà mình cảm giác là mình đã xuất tinh rồi thì anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn nó ít hay nó nhiều, thậm chí nó không có, mình không quan tâm nữa. Bởi vì quan tâm cũng không làm gì được đến nó nhá. Vợ anh hiện nay cũng không có nhu cầu để sinh con nữa, tức là không cần phải có tinh trùng nữa, cho nên là thôi, mình kệ nó, được đến đâu tốt đến đấy anh ạ. Nhá. Rồi, thế là bây giờ anh đã hiểu rõ vấn đề bệnh tật của mình chưa? Được rồi. Bỏ cái ý đi thì làm sao mà nó sản xuất ra được tất cả những cái mà anh đang nói là càng ngày càng cạn mực nhá. Xin chào anh. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào. Và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau.